Nhưng chiều có nó uống say chị. Ý là đi dành chị uống rồi. Tại vì hồi trưa ngủ rồi nó buồn ngủ. Rồi ý là rang. Là rang đó. Thôi đi thôi. Không biết chi hết. Rồi, hello cả nhà nha. Hello, hello. Hello, bước xuống, bước xuống. Rồi, chị em nào vô rồi tương tác lên luôn dùng nguyên nhá. Rồi, rồi. Hello, ai vô rồi tương tác lên luôn dùng nguyên nè. Cho lên đóng hàng xả đi xả. Xả đi cho nó nhanh. Rồi, cái này con không được. Rồi. Cái này thì là chỉ vô được Facebook này ta. Vô đó, vô coi rồi. Không. Ý là Facebook mình bị khóa là khoảng đi vô đó kìa. Không coi được. Okay. Mai nhắn tin chút để ok chị, ok chị. Hello chị Sương Thu, hello chị Lý Trương. Trời, ai vô rồi, ai vô rồi. Xả bớt đi cho nó gọn. Xả bớt đi cho nó gọn. Gì mới mà. Xả không nghe. Cái người cái ao ra cây gom. Gom từ áo nam 68 cái có. À chị Xuân Thu chốt rồi là đi đơn rồi chị Xuân Thu ơi. Nếu như mà chốt xong là đi đơn rồi. Có chị ơi, có chị Ruby Nguyễn ơi. Chà ơi, sao mày nói nhiều trẻ. Rồi vô thôi nàng ơi, xả trước nha. Tối nay có rất là nhiều món để xả. Cứ ăn ai cứ ok rồi bấm vô, bấm đúng lại rồi bấm vô. Chán luôn ý, trẻ mình biết nhiều chị á, chốt từ con tử thôi. Thiệt đó chứ. Chốt từ 2223 là mấy ngày rồi. 2223 là mấy ngày rồi. Mà không chịu đi đơn nhiều chị kỳ thiệt luôn ấy. Không chịu đi đơn, chị em mình đâu phải là chốt được từng nào là đi đơn từng đó đâu. Nhiều chị á cứ vô trong live săn được cái mã 2939 xong để biết. Cái là bên nhà Nguyên nhắn tin chốt đơn chị em mình nhìn nè, cái áo này không có hàng bán nè. Nhắn tin chốt đơn xong mà, em ơi để cho chị gom một like rồi. Like chưa? Không có. Từ ngày 21 nè. Đâu phải hạ xả ngay đâu. Gom một đơn. Gom một like, like chưa? Không có. Chị ơi chiều nhắn tin cho em đi đơn. Để cho chị gom vài like đã. Thôi bó tay. Áo vàng người xe em để em. Rồi ok luôn.
Còn nhiều chị ha, có đơn à, gọi tới. Rồi bác cháy máy không nghe máy. Khổ lắm luôn. Rồi lên nha. Lên nhanh nha chị em mình ơi. Hàng Di, hàng xã, hàng bom chị cũng chốt cho chị nào chia sẻ nhiều lắm. Áo 45 là loại nào hè? Đa số hàng bom toàn ghé, kiểu đấy nữa. Ghé, ghé cầu thang thì Nguyên chưa dọn cầu thang. Riêng cầu thang là chưa dọn cầu thang. Cầu thang ghé lấy là chưa dọn. Chị Mỹ Anh Vương sao thấy đơn của chị Mỹ Anh Vương hoàn về rồi. Có chị cứ đòi gom. Đấy em không cho gom nữa. Chị em mình biết như thế này nè. Khi mà like xong trải ra, các like sau phải đi phân đơn này xong rồi bắt đầu đi lọc lại cái đơn cũ. Đi tìm, đi tìm, tìm. Có đơn chung gom vô. Màu nu hồi trưa em kìa, để em coi thử. Nói chị em mình đâu phải dễ gom đâu. Sao lại không đúng đơn là như thế nào chị ơi? Minh Hiếu, không đúng đơn là không đúng đơn như thế nào? Chị chốt cái nào gửi đi đơn. Đứng cái hình mà chạy mà. Hiếm khi nào ấy, chị Ngọc phải chia sẻ ra. Hiếm khi nào mà bên nhà Nguyên chốt đơn, chốt hàng gửi hàng nơi. Tại vì sao? Ở trên like rồi. Hàng gì ở trên like là ghi tên hết, tên tuổi hết rõ ràng. À có tên chứ có tuổi. Có tên hết rõ ràng rồi, chứ không phải là like xong rồi mới bóc. Hiếm khi nào. Rồi lên luôn dựng mã chip nam. 30.000 luôn. 3 cái. 30.000 3 cái. Xây 60 đổ về. Vậy mình đi mua bèo nhất là 25.000 con. 60 đổ về. Chút mà 30.000 3 cái nha. 30.000 hẳn 3 cái. Chốt cho chị nào chia sẻ. Chị Ngọc My không chia sẻ. Cho chị Thúy Nguyễn. 30.000 mà 3 con là mua có chục nghìn con. Trời ơi. Rồi lên luôn dựng mã chip nữ. Chip nữ. Chip nữ đúng không? 10 con. Cái này đang lên 75 đúng không? Đang lên 75 nguyên lên luôn cho chị em mình luôn. 65k 10 con. 65k 10 con. Lên mã chip nữ luôn dùng Nguyên nhé. Cái này cái gì những cái mã hàng xe thì Nguyên chỉ lên cho những chị nào chia sẻ thôi. Nha, chị lên cho những chị nào chia sẻ. Lên mã 60 luôn đi. Cho chị Mỹ Phương. Cho chị Mỹ Phương. Lên mã 60 cho chị Mỹ Phương. Rồi tiếp luôn dùng Nguyên cái này. Cái này thì là mới lúc chưa. Lên cho chị nào chia sẻ nha. Trời ơi, Boris. Đây này này, mã 45 đây đúng không? Mã 45 đây đúng không chị ơi? Em lên 39.000. Em lên 39.000 xây 60 đổ về. Nữ em hết nha. Xây 60 đổ về chị em mình chốt. Lên luôn dùng Nguyên mã nữ. Rồi con này luôn. Chốt mã này. Ok. Chốt mã 39k Boris nha. Xây 60 là chị em mình vẫn mang ok. Cái mã đó hồi nãy chị Sương Thu hỏi đúng không? 39k chị Sương Thu đấy. Chốt mã 10k. Chị đặt áo khoác 89k thôi em. Em không biết đâu. Em không biết đâu. Mai rồi báo lại nha. 10k luôn. Size này là size 50 quay đầu. 10k nhá. Chị nào lấy mã 10k. Những khách hàng mà cảm thấy em cảm thấy chốt đơn khó quá thôi. Thật sự mà lúc 10k cho chị Thúy Nguyễn. Lần sau khỏi chốt nữa. Đến lúc chốt đơn rồi mà Nguyên thấy tay là Nguyên bỏ ra, không chốt nữa. Nhiều khi trên live không có để ý á chị em mình kìa. Cứ chốt ngõ như ngõ gì. Nhiều chị chốt đi chốt về chốt bắt lì luôn. Đã xả rồi nha. Lần sau cũng vô chốt. Đã hiểu như thế nào. Rồi lên luôn dùng Nguyên cái mã này. Chia sẻ vô. Ba lỗ nha. Chốt mã 25. Em ở Đà Nẵng chưa? Chốt mã 25k. 25 cho Thúy rồi. 25k. Ok ok. Cho Hồng Đào. Mai đi đơn hề. Rồi lên luôn dùng Nguyên cái mã này. Trời ơi. Màu trắng cái à. Để từ từ Nguyên coi. Cái bộ này người ta đang. Cái riêng cái mã này người ta đang lên luôn cho chị em mình đang đang xỉ không á là 125.000. Hết 10. Ba lỗ em hết nha. Nguyên lên luôn chị em mình 70k. Cái này Nguyên xét xe gì đây? 70k và xe chị em mình 52 quay đầu là chị em mình chút đẹp. Xét thiết kế. Xét thiết kế luôn dùng Nguyên nhá. 70k xét thiết kế. Đây này hai xét này. Hai xét thiết kế 70k. Hàng ấy người ta đang xỉ vô là 125.000. Hôm bữa là thấy cái shop nó bán nó nói giống mình cái tự nhiên bấm vô thử là nó chạy quảng cáo ấy. Nó chạy quảng cáo là nó đang nó là 400 mấy nghìn mà sale xuống còn 250.000 bộ. Xét 70 CM xe 55 quay đầu. 70 CM
Lên mã 70M luôn dùng đi. Hết 70 rồi nha. Đây nè, 70M. Ba lỗ em hết rồi. Ba lỗ hết rồi. 70M là size 55 quay đầu. Chị nào lấy 70M. M dùng nguyên nha. M size S hết rồi. Chị em mình lên luôn dùng cả số ký luôn. Đây nè, cả số cái size luôn. Cả cái này nữa nè. Áo nam từ từ chờ em xíu nha chị ơi. Trời ơi. Phương Thảo, ủa chứ hồi nãy Phương Thảo. Chị Phương Thảo có rồi. Hồi nãy là lên S. Hồi nãy lên S chị ơi, chị chốt chuẩn cho em chị nghe. Hồi nãy em lên S chị cũng chốt, giờ M chị cũng em chốt là như thế nào? Cả hai hay là như thế nào? Hay sao? Rồi lên luôn dựng mã nu. Còn 70k luôn, size 55 quay đầu. Chị nào lấy nu lên nu luôn dùng nguyên nhá. Comment lên nu 70k. Chị nào lấy nu lên nu luôn dùng nguyên. Chị nào riêng những cái mã hàng bo mà xã của chị lên cho những chị nào chia sẻ thôi. Chị nào lấy nu lên nu luôn dùng nguyên này. Cả mã cốt công thái này. Nu 70. Hàng này nguyên sale 89k vậy mình nghĩ còn cái giá nào để sale không? Nu cho Mỹ Phương. Còn cái giá nào để sale không? 89.000 đúng không? Nguyên lên luôn cho vậy mình mã này 80k nốt luôn đi. 80k, size 62 đổ về. 65 vẫn được. Sau đây vậy mình 65 ký vẫn mang ok. Comment mã thái luôn dùng đi. Con này là thun thun thái, size này chị em mình đến 65 ký vẫn mang ok. Chốt mã thái luôn dùng nguyên này. Em sắp lên rồi chị ơi. Nu em hết rồi chị Đỗ Quỳnh Như ơi. Rồi lên luôn dùng mã thái 80k nốt luôn. Em lấy áo nam hai hình từ từ chờ em xíu chị ơi. Giờ mới chị Ngọc My mới có hiện người chia sẻ nè. Hai cái áo này à. Hả? 80k. Chứ sao trời em xíu từ từ từng mã chị ơi. Từ từ từng mã nhé. Nu em hết nha. Đó có mặt nhanh thế. Nhanh thế. Size 25 đổ về. Đây đây cho Trinh Trinh. Phương Thảo lấy hai áo hay Trinh là lấy xe mờ thôi. Trinh Trinh nè. 35k. 35k cho Trinh Trinh. Rồi ok cho Trinh Trinh. Rồi lên luôn dưỡng mã này. Size này dành cho bé nhà mình 25kg. 35k luôn. 35k cam. 35k cam. Hồi nãy ba lỗ sale giá mấy trời. Hồi nãy ba. Và em hết rồi. Áo nam sau em lên. Em sắp lên rồi để em lên giờ luôn. Bán tặng luôn cho trẻ mình luôn. Trẻ mình nhắn tin quá nhiều rồi. Có 75 luôn. Có 75 luôn. Hồi nãy cái này sale mấy trời. 25k. Con này 25k luôn dùng nguyên. Không, okay, nay em hết rồi. Rồi nha. Chị nào lấy cái này lên chung mã này, mã lỗ trắng. Ba lỗ trắng ấy. Comment mã ba lỗ trắng luôn dùng nguyên. Trời ơi, con này là hàng 53k này. Con này là hàng 53k đấy chị em mình này. Hàng này là hàng tàu xịn luôn. Này chị em mình nhìn này, toàn bộ là theo hết. Con lên luôn chị em mình luôn. 45k. Toàn bộ trưởng này là theo hết nè. 45k xịn, size 62 quay đầu là chị em mình chút đẹp. Lên mã xịn, lên nhanh để còn lên mã mới. Like biết cái mã này cũng trắng quá đi. Cứ bơm tới, xả tới xả lui mệt. Trắng cho chị em ly trần. Xả tới xả lui bắt mệt luôn ấy. Rồi ơi. Dự định chi? Chị kêu kêu đẻ đi chứ mệt quá. Hết 45 rồi chưa nha. Chưa về kịp đâu, chắc là phải mai chị ơi. Đợt này xe cổ em chán quá luôn. Thấy. Thôi kêu đi, kêu đi. Quyết tâm là kêu đi. Màu đen là gì vậy? Đấy. Chị nào cũng nhắn tin qua chốt đơn. Thông cảm. Thôi rồi ai thông cảm chị em mình nghĩ. Như thế nào ai thông cảm cho Nguyên. Mỗi lúc mà như thế nào Nguyên đều xả hết. Ai mà đã xả ra là Nguyên xả tới luôn. Cái này chia năm đi nhá. Chia 5 đi. Chia 5 nhá. Cái này lên chia 5. Lên chia 5 nha. Bán tặng thì chia 5 để dễ mình trải nghiệm cái mã này. Lên chia 5, lên luôn dựng mã tặng chip. Chốt mã tặng chip 1, 2, 3, 4, 5. 5 con. Lên luôn cái này. Từ từ. Cho em 2 cái. Thôi mỗi người cái đi. Mỗi người cái thì. Chip nữ. Từ từ. Đang bán cho dễ mình bao nhiêu tiền? 65.000 đúng không? Lên mã 50. 50 chia 5 cho Mỹ Phương. Chia 5 cho Ngọc My đi. 50k. 5 con luôn. Hàng đó người ta đi 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 lẻ ra mấy chục nghìn con ấy. 50 Mỹ Phương, 50 Ngọc My phải không? Ừ. Hết rồi. Không thấy chị Khánh Uyên. Không thấy chị Khánh Uyên. Chị em mình chị, nói trên chung là những cái này chị nào được đó. Được nhá. Chứ Nguyên cũng không biết. Tại vì là thứ có cá thôi. Nên là chị nào được được không là sang nhìn cái bả sai. Nguyên nói là nhiều. Đây chị Khánh Uyên lên thấy không? Hàng bom phía trước kìa, Nguyên còn chưa khui, chưa buồn khui. Nhiều chị á, cứ lý do em tắt máy, em ngủ quên, shipper đi đâu phải ngủ quên đâu, phải ngủ quên một bữa đâu. Ba lần,
Shipper nó đi nó gọi 3 lần không được nó mới hòn về. Chip nữ em hết rồi nha. Rồi lên luôn dùng nguyên cái nè. 59k luôn, trẻ mình nhớ luôn dùng cái CL. Nhưng ấy mà 62kg vẫn mau ok, cái form này nó rộng lắm. Nha, lên luôn chung mã 59k. Chốt mã 59, chị nào lấy mã 59 lên mã 59. Comment lên mã 59 luôn dùng nguyên. Chốt lên mã 59. Ai lấy mã 59 lên mã 59 luôn dùng nguyên nhá. Đây nè, có cả mã xịn nè. Có cả mã xịn nè, cả quần nam. Ôi set này nè, trẻ mình nhìn. Cái set này canh nhau không? Tôi đi kiếp này có hết rồi. Mãi nhớ, đúng là mãi nhớ luôn. Đấy, tôi trước có đơn rồi. Tôi đi trước có đơn rồi. 59 cho Tony Triết nha. CL đây. Ờ, CL, 59. Cho lên sổ đen hết. Chị ơi, nhiều khi không có nhớ đâu. Em không, thật sự là không nhớ được. Cả khách kế nhà. Mà nhiều chị mình, em cũng ngại lắm. Nhiều chị đã quyết tâm là không chốt cho người đó nữa ha. Nhưng mà Len cứ comment miết. Comment tới, comment lui, comment tới, comment lui. Mình giả mù cũng không được, không giả được. Nhiều chị đã nói kiểu này, nói kiểu kia xong cũng lên like đặt. Rồi lên luôn dưỡng mã này 2XL. Size này dành cho chị em mình đến nhằm CL 55 đổ về. Con này đang sale chị em mình là 89k hàng 2 lớp nha. 89k nguyên lên luôn cho chị em mình mã tặng 75k. Sẵn hồn chưa? 55 quay đầu chút mã 2 lớp 75k. 75k 2 lớp. Rồi lên luôn dùng con này. Ừ, còn giá nào để sale cả. Con này xanh 52 quay đầu chút mã 20. Chút mã 20. Thích lai hàng mới. Chứ Nguyên nói thật sự ý, đi lai về rất là mệt. Chị em mình chịu khó, chị em mình có đơn. Lên thông tin luôn trên lai luôn dùng Nguyên nha. Rất là nhiều cái mã hàng đẹp. Sẽ sale. Cái này 20 à? 20 đấy. Chút hồi nãy con này hồi nãy xe cho mấy 10 luôn. 20 cho lên mã 10 luôn dùng nguyên. Mã 10 sao chị em mình 50-52 quay đầu. Cái này chắc của nó là chắc có tông dùng nguyên nè. Nha, lên luôn dùng mã 10. Vì thứ có cái này chị nào được còn được, còn chị nào không được thôi nha. Tại vì là cái này là được, đã là những cái mã hàng xả rồi. Chút mã 40. Một nách. 10 cho một nách, xe 55 quay đầu hết. Xe 55 quay đầu, chút mã 40. Hai con nhé. 40.000 và hai con. Lên mã 40. Kệ chị nào được được không cả chị em mình kêu là cái chỗ họ không được vì thứ có cả cái này. Hết rồi. Rồi lên luôn dùng nguyên cái mã này, chốt mã 40k. Hai con, cái 55 kg quay đầu. Nha, chốt mã 40, chị nào lấy mã 40 đây nè, cái set này nè. 40 cho Thí Phan. Chị em mình nhớ cái set này hôm bữa chưa, hôm bữa mang không? Đâu còn đâu, 55 kg quay đầu. 40 Thí Phan rồi nha. Nguyên lên luôn cho chị em mình mã này là mã 70. 70. Lên luôn dưỡng mã set. Cái này là dạng quần váy nhá. 70. Chị nào lấy mã 70 lên mã 70 luôn dùng nguyên nè. 70. Chị nào lấy mã 70 để lên nhanh cái. Đây nè. Sao chị này lại xả nè. Kiểm tra lại chị này nè. Thế. Đây nè. Kiểm tra lại đơn. Để bỏ ra kiểm tra lại đơn chị này. 70 cho Tony tiếp. À, rồi đặt hàng rồi báo không đặt. Chụp các thể loại luôn ý. Nhiều chị như thế này nữa nè, có không Nguyễn Hiểu Linh sao cái bên Nguyên là khi mà comment xong ấy nó lưu hết lại, cái chị không hề đặt cái gì hết, nó không đặt cái gì, cái Nguyên chụp lại cái comment, bực quá là chụp lại comment rõ cái màn hình, rõ cái hình đại diện luôn, chị không hiểu luôn. Chốt theo máy này Nguyễn Hiểu Linh sao nha, chị bảo là chị không hiểu luôn như thế nào nữa luôn, mà chị không hề đặt máy này, chị không hề xem like, mà trong khi cái hình đại diện của chị trình ình đấy, nhiều chị hai luôn. 75k luôn. 75 hết rồi chị Nguyễn Tú hết ơi. Hết rồi Nguyễn Tú. Nguyễn Thị Tú. Cái này 75k luôn, hai lớp và size 55 quay đầu. Chốt mã hai lớp xanh đi. Hai lớp xanh size 55 quay đầu. Chị nào lấy hai lớp xanh, chốt hai lớp xanh. Con này đang sale 109k này. 75k hai lớp, con này hàng công ty nè. Hàng công ty và size 52 quay đầu. 75 cho Khánh Uyên. 75 cho Khánh Uyên. Có 80kg à. Bên chị có không có số điện thoại à, kiểu vậy đi chị à, còn đơn đó chị, nhưng mà chị lên số điện thoại luôn giùm em đi, tìm ra số điện thoại nên là còn để đấy nha. Đơn của chị là 2 ngày rồi nhưng mà chưa tìm ra số điện thoại. Hết xanh rồi nha hai lớp. Chị ơi lên chia sẻ lên luôn dùng nguyên cái mã này đang lên luôn chị em mình 109k này, hàng 280k này, size 52 quay đầu toàn bộ. Lên luôn dùng mã này là mã tặng 95 luôn.
Cái này xịn lắm luôn quý vị em bạn ơi. Hàng này hàng 280k, size 52 quai đào, chút mã 95, lên mã 95. Lên mã 95. Rồi lên luôn dưỡng mã tặng bé, cái này xả ra nữa thôi luôn. Tặng bé. Size 18 kg đổ về, cái này set 3 món nè. Set 3 món nè. Và chắc có tông tàu 18 đổ về, lên luôn dưỡng mã siêu nhân. 18 kg đúng không? Lên mã 18k luôn. Chốt mã 18k luôn dùng nguyên, set 3 món cho bé. Lên luôn dùng mã 3 món luôn dùng nguyên nè. 3 món. Chị nào lấy mã này lên cho mã 3 món 18k luôn dùng nguyên. Size 18 kg đổ về. 18 kg đổ về là chị em mình chốt đẹp. Để coi nè, 3 món 18 cho Thúy Nguyễn. Cho chị Thúy Nguyễn. Chốt theo máy này nha, còn máy chị em mình ấy muốn nói nè, lâu lâu. Ok chị, ngày mai em kiểm tra lại nhé chị Nguyễn Nguyễn Ly. Tại vì hôm bữa không thấy số điện thoại ở đâu hết nên là nhà em vẫn còn để đơn đấy. Vẫn còn để đơn đấy. Chưa xả đâu. Chưa xả đâu, may mà nhà em chốt đơn nhé. Rồi lên luôn những này ba lỗ. Chị em mình đã chốt được mã hai mã ráng, chốt thêm mà để mà đi đơn. Chứ Nguyên nói thật sự gom hai like thôi. Nhiều chị gom trải dài, sao bên em khó khăn thế sao không cho chị gom? Mà gom kiểu gì mỗi lần đi tìm đơn lại cũ của chị em mình rất là cực nha. Nên là có còn hai ba mã thôi chị em mình cho đi đơn chút đi. 15.000 cho nó khỏe. Nát xanh cho Sương Thu. Xe giá mấy ạ? 20.000. 20.000. 20.000. 20.000. Rồi tiếp luôn dùng nguyên cái này. Chốt mã Nguyên nói thật sự sale 29 cao không còn biết giá nào sale luôn. 52 quay đầu. Chốt mã 25 đi. Lên mã 25 dùng nguyên. Ba lỗ hết rồi cô Hương ơi. Lên mã 25. Hết rồi. Hòn kim đặng chị khi chưa chốt hàng cho em. Chị ơi, chưa, lúc trưa là em chưa chốt hết. Lúc trưa là em chưa chốt hết. Rồi lên luôn dùng mã 40k. 25 cho để gom. Chưa đi đơn, chưa đi đơn. Chưa đi đơn, em tưởng là có sếp về ấy thì cho chị gom thêm để đi đơn nhưng có. Thông tin chưa? Toàn bộ chị em mình có đơn lên thông tin cho em rồi nhá. Rồi lên mã 40 luôn hai con. Muốn nói thật sự con này bán hai. Sale 29k là rất là rẻ rồi nè. Quần bi hết rồi Nguyễn Bu nha. Nha, sale 29k đã rất là rẻ. Muốn lên luôn chị em mình 40k hai con, size 55 quay đầu. Chốt mã 40 luôn dùng nguyên. Comment lên mã 40. Chị nào lấy mã 40 lên mã 40 luôn dùng nguyên. Nguyên ở trên đường Hoàng Văn Thái vậy ạ? 40. Trên đường Hoàng Văn Thái. 40. 40 cho bé heo. 40 cho bé heo. Cái này chị em mình nè, con này chị em mình thấy cái này cũng đâu còn hàng bán đâu. Chờ lên chia sẻ lên luôn giùm em nha, tại vì cái này em bán thực sự nhiều cái cũng xả lỗ. Lỗ kinh khủng luôn. Lỗ kinh khủng luôn phải lỗ. Ok, nha. Nguyễn Thị rồi lên dưỡng mã tặng áo nam, con này Nguyên không còn con nào luôn. Chắc là mai đấy. Chắc là mai. Mai mà không có nữa là đi đơn không gom nữa. Tự nhiên lỡ hứa rồi. Nha, lên luôn dưỡng mã áo nam. Con này hàng 69k này. Nguyên lên luôn cho dễ mình con này bao nhiêu tiền? 55k áo nam. 55k áo nam. Cái này Nguyên chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Ai? Cái nó bán 55k thôi. Ngọc áo nam cho Ngọc My. 40 luôn. Chốt mã 40 luôn, hai con. Nha, 40 hai con luôn. Chị nào lấy mã 40 lên mã 40, cái này mới lên lúc trưa nè. Cái này mới lên lúc trưa. Trời ơi. Cho thì nở ly. Trời ơi. Trời ơi, ship nam, ship nam, ship nam. 40k. Trời ơi. Rồi lấy mã 40 luôn dùng đi. Áo quên lộ 30, sorry chị em mình 30. Áo nam đang hết. Chúc mã 30. Ba con chiếc nhưng mà size 60-62. Chúc mã 30 luôn dùng nguyên. Chị nào lấy mã 30 lên mã 30 luôn dùng nguyên cho chị Ngọc My. Ngọc My. Ngọc My ba con luôn nè. Muốn nói là chưa bao giờ có giá này. Muốn bán 49k. Muốn lấy chị em mình gần được 5.000. Thì chị em mình nghĩ 30k. Thì giá của nó như thế nào? Chị này có cái, chị em mình bảo gom cái gì? Mua được có cái 40k từ ngày 23 thì là chị em mình bảo khó là gom kiểu gì mà khó. Thấy nhiều chị mua hàng. 15.000 tiền ship. Họ mua. Họ mua hàng, họ trong ship tới để có hàng mới mà mang chắc đi cho nó khỏe không chị sao? Chị sao? Chị sao chị không trước đâu. Không theo máy này. Mà đây này, cái này chị này. Xã của chị này biết bao nhiêu đơn ghé rồi nè. Không bao giờ. Giờ mà thấy cái tay này né ra nè. Ba đơn. Thấy chị Thanana mà. Con này trời ơi, chị em mình nhìn cái bộ này hôm bữa lên không còn một bộ màu này luôn. Size này chị em mình 65 kg vẫn mang ok, chốt mã công ty. Nguyên lên luôn chị em mình luôn 95k. 95k luôn dùng nguyên nè. 90k luôn.
90k, chị nào lấy cái mã này đứng cho mã công ty, cái bộ này bao đẹp. Size này dành cho chị em mình đấy, 65kg vẫn mà ok, chốt mã công ty luôn dùng nguyên. Công ty. Nha. Chốt mã công ty luôn dùng nguyên, chị nào lấy mã công ty lên mã công ty. Cái mã này đơn hàng không chia sẻ. 49k rồi. Công ty cho chị Thúy Phan kìa. Công ty cho Thúy Phan. Không thấy chị ơi. Công ty hết rồi chị ơi. Này chị em mình nhìn nè. Chị em mình nhìn nè, cái này là nguyên đang lên luôn cho chị em mình bao nhiêu tiền? 45.000. Sale 39.000 rồi. Sale 35.000 luôn. Chốt mã này. Thật sự nguyên mệt lắm luôn ấy. Mua kiểu ghé. Ghé hồi nãy nó bao nhiêu tiền? 35.000 cho Thu Hòa. 35.000. Ghé chị em mình nghĩ. Ghé chị em mình, chị nào mà lên nhà mình mới thấy. Đi trải dài từ trên xuống dưới. Nhiều chị cả tháng trời không ghé. Ghé đi đâu chứ chả ghé nhà Nguyên đâu, mà Nguyên chưa dọn cái cầu thang. Còn cả hàng bom chưa về nữa. Hai con, mà con này hết giá sale rồi nè. Xây 60 đổ về. Chốt mã này là mã 30, con này hết giá sale luôn. Chốt mã 30 luôn dùng Nguyên nè. Con này bán 39k là vài nghìn cho vui. Bán 30k luôn. Con này lên luôn chốt mã sinh nhiệt 30. Sinh nhiệt 30, khách nhà Nguyên mua chục con không có giá nè. Đấy, lên luôn dùng mã 30. Xây L, à cái này chưa cho ai hề. Chị Thái Bảo Ngọc dặn cái này nè. Thái Bảo Ngọc đang có coi like không? 40k nè. Cho chị Đỗ Quỳnh Như kìa, Phương Thảo nè. 48kg không vừa. 60kg thôi. 60kg lên mã 30. Mình còn 30k thôi chị ơi. Đỗ Quỳnh Như, Phương Thảo ạ. Ờ. Còn mấy con đó ba bóc luôn đi. Còn mấy con bóc luôn 30k luôn đi cho nó gọn. Còn xây lờ thôi. Cho chị Mai Thanh. Chị em mình nhớ luôn dùng Nguyên nè. Chị em mình nếu như mà đã ghé nhá là... ghé nhà lấy thì có trách nhiệm. Ngày hai ngày đi ghé ôi người ta lấy đi cho rồi. Hàng nhà người ta còn để tới để hàng mới. Ai mà chắc tới chắc luôn. Đấy. Mai Lộc, Mai Thanh. Chị Thúy Võ chia sẻ đi chị ơi. Xe mời em hết. Chỉ có mỗi xe L thôi. Chị Thái Võ Ngọc có coi like không? Đang dặn cái mã này. Còn mỗi xe L thôi. Lên tặng 30k luôn. Lên luôn những mã này mà 40 xe dễ mà 55 quay đầu. 55kg quay rồi. Khách có người nhận hàng về rồi dặn tới dặn lui cái mã này. 40k. Bộ đang mang chờ một xíu nhé Trăng Mâm ơi. Chút mã 40, chị nào lấy mã 40, chút mã 40 nãy Mai Thanh có cả. Nhiều chị chốt. Rồi lấy luôn như này 40 cho chị Ái Hồ. 40 Ái Hồ. Quần nam sao gì đây? Quần nam, lấy mã quần nam luôn dùng nguyên. Lên bán tặng luôn cho chị em mình con này luôn. 30k. Size 60 đổ về. 60 62 chút mã quần nam. Phải không? Bộ, sau đây chị em mình bộ. Bộ nam. 45k luôn bộ nam. Size 62 đổ về. Bộ nam. 45k bộ nam, chị nào lấy bộ nam lên bộ nam. Nha. Bộ nam sát nách luôn dùng nguyên. Lê Nguyễn. Bộ nam. Bộ nam cho ai? Bé cự giải. Bộ nguyên bộ nhá, cho bé cự giải. Quần nam hết rồi. Có bộ thôi, có bộ thôi. Còn lên luôn những mã này là mã nhỏ size 45 đổ về. Cái này của nó là mì đai đỏ. 39k luôn. 39k, mì đai đỏ mì tàu ấy, chắc đã luôn. Mã này 45kg đổ về thôi. Nguyên nãy nói bao nhiêu tiền? 39k. Nam em hết rồi chị ơi. Nam hết rồi. Đây này con này nó thực sự mới lên lúc trưa này. Mới lên lúc trưa thôi. Chốt nhiều lắm, đến lúc chốt đơn rồi xả ra bớt. Con nào trương bị hố giá, Nguyên nói thật sự luôn. Đến lúc mà lên đơn kêu là ủa chị ơi răng mà làm đơn cái này có 59.000. Vừa rồi em không lấy nhưng mà sao cứ mệt à. Thực sự nói như thế chứ nhiều người bảo là em ơi nhà chị lên nhà em có cây tới mấy không lại ship thì mình cũng để ghé đến nhà lấy. Đấy nhưng mà nhiều chị hay lắm. Cái này hồi trương bán bị hối giá này chị em mình thấy không? Không ai nhắc luôn. Trái thấy rẻ mà chị em không nhận nó luôn. Thật sự luôn nhập 60.000. Cái này là nhập được hàng sale thôi. Còn đợt đầu chị em mình biết là nhập vô là 80.000, 82.000. Sau nó còn ít lẻ sai. Nên là công ty gọn hết luôn. Giá gần 60 còn tiền vận chuyển về. Ly Nguyễn à, sao không trả lời chị à, sao đấy chị ơi, chị lên lại giùm em với em thấy. Lên lại giùm em. Tự nhiên về bán 59.000. Chị em mình nghĩ có vô duyên không? 59.000 xây 62 quay đầu. Hồi trưa lên 59.000. Lúc trưa cái chị bé chị chốt đơn kia. Ủa đang chị chốt cái này có 59.000 kia. Em hồi trưa em like có 59.000. 59.000 luôn. Sản hồn chưa. Chị ơi chị Ly ơi chị lên. Chị hỏi cái gì chị comment lên lại giùm em với. Từ từ lên đùi nam cho chị Thanh Hồng. Chị em mình mua cái đá giá hời.
Ok, từ từ để Nguyên lên luôn. Chờ một xíu nhé. 59 rồi. Bộ này Nguyên lên luôn cho dễ mình bao nhiêu tiền? Hàng này hàng tóc, giá sale của nó là 100.000. Hàng giá sale 100. Hàng này là hàng bộ thôi tiết anh, hàng công ty. Hàng của nó là 195, nó lẽ sai là nó bán lên 100.000. Cái này Nguyên lên luôn cho dễ mình bộ này luôn, giá 69.000 luôn. T55 quay đầu. 69.000, bộ này là bộ 195 đó. Headline chốt rồi. Ok chị, chốt mã bộ bộ tiết anh. Quần nam có sạch. Dạ không chị ơi. Bộ tiết anh. À, mấy tiền mới nói xong mấy tiền. 69.000. Rồi lên luôn dùng bộ này đâu còn giá sale. 69 cho chị Lai Ly. 69 cho Lai Ly. Lai Ly. Bộ này á, chốt được bộ này xong xả. Có hôm bữa sale 30.000. Giờ sale giá mấy? 25.000 đi. Sale 60 đổ về, bộ này giống như bộ siêu nhẹ. Giống như bộ siêu nhẹ rồi nhá. 20.000 nha. 25.000. 25.000. Bán 59.000, sale 59.000, sale 30.000 chốt được mã xong sợ tốn tiền phí. Thanh Trung chia sẻ. Rồi lên luôn dưỡng này. Size 60 đổ về, 25 chị Xuân Thu. Size 60 62. Nha, lên luôn dùng nguyên mã này 55k. 55k luôn dùng nguyên, chị nào lấy mã 55 lên mã 55. Chốt lên mã 55k giúp Nguyên. Rồi nhá, chị nào chưa có lên. Bộ này thì là bộ bộ Thái 79k này. Bộ Thái 79k lên mã 70 đi. Size 60 đổ về. Chốt mã 70, chị nào lấy mã 70 lên mã 70 để chọn xíu xíu nè. 70 nhá. Chị nào lấy mã 70 lên mã 70. Cái này Nguyên đi combo hai con. 55 à. 55 cái. Tony Triết. Áo khoác cho Tony Triết nha. Hàng này là hàng công ty, polo hàng công ty dạng thun lạnh dày. Chắc đã luôn. Đi combo như thế này đi nè, cho nó dễ nè. Chị em mình mua một con. Sale 59.000. Chị em mình đi hai con lên 55.000 con luôn. Hai mã nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã sọc. 70 cho ai ba kìa. 70 cho ai kìa, ái hồ kìa. Bộ đây, đây. Ái hồ. Ái hồ. Lên luôn cho chị em mình mã này là một mã hàng công ty nè. Cái này đến 80kg. 80kg vẫn là ok. Cái này thôi, chị nào lên trước có trước đi. Nha, lưu ý luôn dùng Nguyên kèm số ký luôn dùng Nguyên. Chị nào lên trước có trước. Tại vì Nguyên còn tầm khoảng chưa tới 200 con đâu. Tại vì hồi nãy chốt up lên là còn 200 con ấy. Là khách nhà Nguyên 45kg hơi rộng chị ơi. Size này ít nhất cũng phải là 60kg độ lên, 80kg độ về nha. Xe nhỏ là hơi rộng. Nguyên lên luôn cho chị em mình luôn nè. Từ từ nhé chị em mình ơi. Cái này chị em mình lên luôn dùng Nguyên. Cái này đi chị em mình combo 2 con. Nếu chị em mình mua 2 con sẽ là 55.000 con. Mua một con 49k. Ly Nguyễn chị hỏi 4. Đi rồi. Chị đi, chị Ly đi mấy ngày rồi. Rồi nha, lên luôn dùng Nguyên. Mã này là mã tặng nam luôn dùng Nguyên. Ba ghi đi ba, rồi mai bóc sau. Ai lên trước có trước nha. Chị nào lấy trước có trước thôi. Mã sọc và mã ô đi. Mã sọc và mã ô. Chị nào lấy cái này lên luôn chung mã sọc và mã ô luôn dùng Nguyên nhé. Nguyên lên luôn cho chị em mình. Không bao giờ có giá này. Đảm bảo luôn cho chị em mình luôn. Không bao giờ có giá này. Lên luôn dùng mã này là mã ô nè. Mã này là mã sọc luôn dùng Nguyên nè. Đến 80kg. Từ 40 đến 80kg. Nhưng mà chị nào lên trước là bóc sai được trước. Tại vì giờ cũng còn rất là ít. Cái này Nguyên nói là còn 200 con mà hồi nãy up lên còn 200 con. Sĩ bóc gần như hơn nữa rồi. Gần như hơn nữa rồi. Nha, chị nào chưa có cái này lên luôn dùng Nguyên cái này. Cứ lên luôn dưỡng mã này là mã sọc và mã ô. Hàng nàng bolo nam, hàng công ty nhá. Cứ lên luôn dưỡng mã tặng nam luôn dùng Nguyên nhá. Xong lên bán tặng cho chị em mình một mã nữa. Nha, bán tặng tiếp cho chị em mình một mã nữa. Ok chị Võ Thị, chị em cứ lên số ký. Không có số ký Nguyên không biết đường chốt. Ráng lên luôn dùng Nguyên có cả số ký nha chị em mình ơi. Cả số ký lên luôn dùng Nguyên nha. Rồi, không có được like. Nhớ luôn dùng Nguyên là có cả số ký. Dạ, chị em mình cứ lên đi. Nha, bên nhà Nguyên đang chốt. Nhưng mà chị nào lên trước có sai trước nhá. Còn chị nào không ấy thì báo lại sau. Tại vì là giờ nó đang có ít, còn tầm khoảng hơn 100 con nữa. 100 con nữa thôi. Thì nó bảo là đủ sai thì bóc cho chị 100 con thì còn lại 100 con nha. Lên luôn dùng nguyên mã. Áo nam. Lên cứ lên luôn dùng mã áo nam rồi tặng tiếp cho chị em một mã nữa. Cứ lên luôn những mã tặng nam nha. Chị ơi, dạng vải thun lạnh dài, không phải hàng mỏng mảnh. Nó đẹp, hàng công ty mà. Chị em mình cứ yên tâm vì đây là mã hàng công ty. Áo polo hàng công ty từ form đến giá. Rồi, chồng Nguyên cũng có cái rồi. Nếu như mà trẻ trung thì em mình lấy mã này. Còn đứng tuổi lên xíu, lên quán nắng hai lớp nữ. Đi Nguyên xíu là bán tặng luôn. Từ từ xíu là bán tặng luôn. Nha, từ từ, cuối tuần là cái gì cũng có hết. Rồi nhá, chị nào lấy cái này cứ lên luôn dùng Nguyên. Kèm số ký luôn dùng Nguyên.
cố gắng chia sẻ, mỗi chị em mình vào xem live chia sẻ dùng Nguyên nhé. Ok chị em Lê Trần, cứ lên luôn dương mã nam sọc hoặc là nam không, 52 cái không vừa đâu, từ 60 độ lên dùng Nguyên, 60 độ lên và 80 độ về nha, còn tầm dưới 60 là nó rộng lắm, nó rộng lắm, nó không đẹp đâu nha. Chị nào thích thì lên luôn dương mã áo nam đi, nhưng qua mã nhé. Chị Nhung Nguyễn không thấy, chị Nhung Nguyễn không thấy, Nguyên nói là bao rẻ, mua con áo nam bèo nhắc dễ mình mua 150.000 cái chưa. Nguyên bán chị em mình 55k, Nguyên là chiên đi săn những cái mã hàng sale, hàng công ty nó sale ấy, nó lẻ sai lẻ mão ra nó sale, săn những cái mã hàng đó là chị em mình mua được, vừa được hàng xịn này, vừa được hàng rẻ nè. Đấy Nguyên ví dụ như Nguyên ái tầng gốc nhưng mà ăn chen của chị em mình vài nghìn, hay đông ra chị em mình mua được hơn cả giá sỉ. Rồi nha, Nguyên qua nha, qua nha, chị nào cứ lấy cái mã nam lên. Và chị em mình nhớ luôn dùng Nguyên là khách mới, chịu khó lên hẳn thông tin trên live luôn dùng Nguyên nhé. Khách mới thì chịu khó lên hẳn thông tin trên live, còn không có thông tin là chịu luôn. Trời ơi, một cái mã quần sớ, cái này sớ dài được cho chị em mình ơi. Chị em mình lên hết cái mã đó chưa, lên đi nhá, lên đi Nguyên qua mã nha. Ok chị Lê Hương cứ lên luôn dùng Nguyên, chưa chưa chị Sarah Phan ơi, chưa nhá, chị chốt đi, mai mai chốt lại, mai chốt lại nhá. Rồi chị em mình cứ lên luôn dùng mã áo ngang kèm luôn dùng số ký dùng Nguyên nhá. Nguyên có hai mã, mã sọc và mã ô, mã nào cũng đẹp, tắt luôn hai con cho chồng, hai con cho ba, hai con nha, vì nó quá là rẻ, 101.000 hai con, coi như là mua một con và tặng kèm một con rồi đúng không, đá phía sau của em đấy. Rồi qua nha chị em mình ơi. Chị Nhung Nguyễn dạ, bên nhà em đang chốt. Nhưng mà Nguyên nói trước là nó không đầy đầy đủ size số đâu. Nha. Cái 58 cái hơi rộng nhá, chị lấy size L, size nhỏ nhất. L, XL và 2XL, nhưng mà cái áo này nó giãn nhiều. Áo này nó giãn này chị em mình nè. Lên form đẹp lắm luôn. Lên form đẹp lắm luôn, áo hàng công ty, áo polo hàng công ty nè. Ờ. Quần trắng từ chờ một xíu, con này toàn bộ là hàng giãn hết. Quần trắng từ từ chờ một xíu con, quần trắng là đẹp lắm nhưng mà còn tầm khoảng chục con thôi, không có nhiều nhá. Chị em cứ lên mã này luôn dùng Nguyên. Ok, Dung Nguyễn rồi nha. Nhưng mà chị nào cứ lên trước bên nhà Nguyên chốt từ trên xuống dưới, là chốt ưu tiên chốt từ trên xuống dưới. Ừ lái xa. Rồi ok, chị cứ lên luôn dùng mã O đi, O CL luôn dùng Nguyên đi. O CL dùng Nguyên nhá. Nguyên qua mã. Qua mã nha. Và cứ ghi cái mã này còn cho mẹ một cái bút. Cái này cũng lên luôn, bán tặng luôn cho chị em mình luôn. Cái này cũng tầm khoảng 15 con, 20 con gì đây. 15, 20 con, không có nhiều nha. Trời ơi. Chị em mình nhìn nè, nhìn cả kỹ luôn dùng Nguyên hàng này. Đó là chị Xuân Thu. Sao chị em mình lấy 60 phản mau ok. Nè chị em mình nhìn nè. Con này ở ngoài thị trường người ta bán bèo em 79.000. Nhưng mà hàng Quảng Châu chị em mình nhìn nè. Không phải hàng mỏng. Lưu ý luôn dùng Nguyên đây 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 nè. Nguyên kéo ra cho chị em mình, mã này là mã quần sớ nhá. Nè, 60kg vẫn mang ok, nhưng mà chị em mình nhìn cái chắc vải luôn dùng Nguyên này. Quay cặn luôn cho chị em mình, không phải là những cái mã hàng mỏng mảnh ở ngoài nhá. Nhiều chị mua những cái con này mà hàng mỏng quá, mang lộ hết cả quần trong. Thật sự luôn á. Chị em mình cứ yên tâm đặt cái mã này luôn dùng Nguyên bao dài, chị em nhìn cái độ rũ này. Nha, để đẹp ấy, để mà đẹp là 57-58 độ về. Còn chị em mình mà cao người ấy, chị em mình cao người, cái này chị em mình 60kg vẫn mang ok. Áo nam đây chị cô Râm nè. Em đi combo 2 con là 55k con nha, còn đi một con là 59k con. Thế là ok quá rồi, hơn cả giá sỉ chưa? Đấy, hơn cả giá sỉ chưa? Chị nào chưa có thì lên nhé. Rồi lên bán tặng cho chị em mình mã quần này, một mã quần dài nhé. Mã quần dài bèo nhắc, nó hàng mỏng người ta bán chị em mình được 79.000 con, 69.000 con. Muốn đi luôn cho chị em mình hàng Quảng Châu hàng dài. Hai áo dự kim tiền có rồi. Không có chị ơi, em mỗi thứ em còn một ít thôi. Mỗi thứ em còn một ít, không có nhiều. Thế nhìn cái này là hàng lẻ, Quân bán luôn cho chị em mình cho nó gọn kho. Quân còn màu trắng. Đấy như cái mã quần gu ấy, hôm bữa lên nghĩ là màu trắng chị em mình không mang. Xong cái là chị nào cũng hỏi quần. Đây, đây chị ở hai cái mã sọc và mã ô thôi chị cô Râm nè. Hai mã thôi, một mã sọc và mã ô. Quân lên bán tặng luôn cho chị em mình mã này. Chị em mình nhìn cái độ rũ này, dạng quần ống sung ấy. Dạng quần ống sung ấy, con này bao đẹp luôn. Chị Nguyễn Tú Anh em thấy rồi. Hàng Quảng Châu luôn, dùng Nguyên bán tặng luôn cho chị em mình con này luôn. Có hết rồi, nhưng mà đang... Tặng 45k, giật mình luôn con này. Nhận hàng thử con, cái 45.000, chị em mình đây đi ra ngoài phải mua giá gấp 3 lần mới được con quần chắc vải như thế này.
Cái này Quân nói tự tin luôn nè. Đến 80kg đó chị ơi. Đến 80kg nha, cái này lên luôn cho dạy mình tặng 45k luôn. Dùng nguyên cây bút, có bút đâu bà. Ok. Từ từ chào một xíu nha, từ từ chào một xíu. Có chục con thôi. Còn tầm chục con thôi. Nha, từ từ để Quân coi thử nè. Tầm chục con thôi, lên luôn dương mã này là mã trắng. Chị em mình lên tại bị ẩn comment nhiều. 45k. 45k dùng nguyên nhá. Rồi giờ không lên được. Cho chị Hoàng Điệp nè. Hoàng Điệp nè. Hoàng Điệp 45 nè. Hoàng Điệp 45 nè. Cho chị Nguyễn Ly Linh nè. Nguyễn Ly Linh, chị lấy địa chỉ chưa? 45k nè. Cho chị Nguyễn Thị Bích Thiệp nè. Nguyễn Thị Bích Thiệp nè. 45k, có 10 con thôi. Cho chị Yến Hoàng nè. Yến Hoàng nè. Yến Hoàng 45 nè. Yến Hoàng 45 dùng nguyên nè. Phần thì nở nè. Phần thì nở nè. Con này chị em mình đi ra ngoài mua phải giá cấp 3. Cứ nhận hàng dùng nguyên nhá. 45k. Cho chị anh Lai Lương nè. Anh Lai Lương nè. Anh Lai Lương nè. 45k nè. Ok chị anh Lai Lương nè. Sáng cho chị Nguyệt Ánh nè. Chị Nguyệt Ánh mơ qua lấy đồ nha. Qua lấy đồ giùm em nha. Nguyệt Ánh nè, 45k nè. Chị Nguyễn Ánh Mơ nè. Nguyễn Ánh Mơ nè. Ánh Mơ nè, 45k nè. Rồi nha. Thị Nở Lê nè. Hết. Thị Nở Lê nè. Thị Nở Lê nè, 45k nè. 45k hết nha. Còn điều có rồi. Quần trắng cho cô Hương nữa là hết. Hết nha, có 10 con thôi. Có 10 con thôi. Cho cô Hương cái nữa là hết cái dẻ mình đó. Có đúng 10 con bán tặng luôn cho chị em mình luôn. Tôi nói là cuối tuần là đúng dọn kho luôn. Toàn bộ giá bán cho chị em mình là giá bán dọn kho. Cố gắng chia sẻ lên luôn dùng nguyên nhé. Ok chị rồi. Em hết mã 45 nhé. Coi cho cô Hương cái nữa là em hết rồi. Chị cho cô Hương một cái nữa là nguyên hết nhé. Đấy. Ok cô Nguyễn Thu Hương này. Ok chị Nguyễn Thu Hương nè. 45k nè. 45k. Rồi nha. Tiếp luôn cho chị em mình một mã nữa. Bộ Nguyên đang mang từ từ để em coi là cái này. Cái này còn bao nhiêu con? Cái này đang lên luôn cho em mình là 49k nè. Được 1 ri, 2 ri. Còn được 2 ri. Cái này Nguyên đang còn 2 ri. Lên gọn hết. Lên luôn dùng mã tặng xung. Ủa đâu phải 2 ri. Còn phân sai rồi. Còn có cọc. Rồi lên luôn dùng mã S. Một cọc S, một cọc CL. Cọc S và cọc CL. Chia sẻ lên luôn giùm em nha chị ơi. Rồi chốt lên luôn dùng mã này. Trời ơi. Chắc đẹp. Đẹp hơn cái con hôm bữa bán cho chị em mình là. Vì hàng đợt sau này. Chị Ngọc Thảo Nguyễn không thấy. Bị ẩn rồi. Bị ẩn rồi chị Ngọc Thảo Nguyễn ơi. Trời ơi. Nhận hàng con này về dùng nguyên. Hàng này là hàng thô đẹp lắm nha. Từ đường kia mũi chỉ luôn cho trẻ mình luôn. Tặng luôn cho trẻ mình con này. Con này thì là Nguyên đang lên luôn cho em mình 59 và 49. Quân dài ơi chị Trâm ơi, chị Trâm Trăng ơi. Mua ngay con này. Trăng dài mua ngay con này. Em lên luôn cho trẻ mình 45k. Có. Đùi với hả chị Hà. Đùi để em coi thử. 45k. Chị Nhung Nguyễn, chị comment cái gì đấy? Bị ẩn comment đó chị ơi. Nè. Cái này có cả dặn trẻ mình mà thích bo lại karaoke gì trong trần là từ này. Cho chị Thu Hiền xung nhưng mà trẻ mình thích bo cũng được. Thu Hiền một cái nè, size S đã nha, dự trăm trần này, size trẻ mình 50-52 quay đầu karaoke. Cho chị Nguyễn Tu Anh. Nguyễn Tu Anh 45k. Nguyễn Tu Anh này ba, trẻ mình lên cái size đi, lai đồ nam em mới vừa lai xong. Trẻ mình lên size có hai size thôi, size với CL. Hai size S cho Nguyễn Hữu Linh Sa. Nguyễn Hữu Linh Sa còn xung trắng không? Không, Nguyễn Hữu Linh Sa này. Mình tự lên xa hai cái Tony Kiếp, Thí Võ, Thanh Trung. Tony Kiếp, Thí Võ, Thanh Trung. Rồi còn hai con Tony Kiếp nhá, Thí Võ nhá, Thanh Trung nhá. Cái này cho Đỗ Quỳnh Như. Đỗ Quỳnh Như 45. Tổng xã luôn. Rồi Như 45k và con. Được con CS thôi, chị Trương Thỏ anh lên sau rồi. Còn con CL. Cho chị Thí Võ nên là hết. Thí Võ đây mà. Thí Võ có rồi đúng không? Còn con CL. Sọc Nam 75 cho chị Ngọc Quý kìa. Nhiều trăm trăng có rồi chị ơi. Thí Võ có rồi. Còn cái CL thôi. CS hết rồi nha. Còn cái CL. Chị nào chưa có CL lên CL dùng nguyên nhá.
cho chị Huỳnh Thị Nở. Huỳnh Thị Nở ơi, chia sẻ lên luôn giùm em nha. Toàn bộ sale như thế này mà sao chị em lại tiếp với nguyên lực chia sẻ. À, hết sai rồi. Cái này được cái tướng này chị em mình nè, nhưng mà hết rồi nhá. Được cái tướng nè, thích sung thì sung ra. Bình thường thích sung ra nhá, không thích mang kiểu đó nữa. Thích bo lại, xiết lại dùng nguyên. Trời ơi, con quần này hết rồi chị ơi. Con quần này 45.000. Nhà nguyên thôi. Hết rồi chị ơi. Hết nhá. Cái bộ nguyên đang mang đây. Nhưng mà hình như là còn lửng thôi. Còn mỗi lửng nha. Đây này phong. Size này chị em mình lấy 60 vẫn mang ok. Em hết caro. Size này chị em mình lấy 60 vẫn mang ok được con này luôn dùng nguyên này. Giảm nhiều cực kỳ nhiều. Phong này. Áo này, ân phủ mông thì kéo xuống dùng nguyên nhá. Size chị em mình là 60 62 mang vô tư luôn dùng nguyên còn được tập. Còn được tập. Rồi lên luôn dùng nguyên cái mã này. Lên nó luôn cho chị em mình luôn. Lên nó luôn cho chị em mình mã này luôn nhá. Đã là cuối tuần rồi. Chốt mã này là mã LV dùng nguyên đi. LV dùng nguyên nhé, còn được từng này con. Từng này con. Đã 8kg vô tư thanh lan ngô nha. Nguyên còn từng này thôi. Áo nam á, áo nam đến 80kg chị ơi. Đến 80kg. Đâu con rồi. Áo nam thì đến 80kg vẫn mang ok. Rồi lên luôn dưỡng mã này, size 60, 62 chị em mình chốt được từng này bộ. Lên luôn dưỡng mã này là mã tặng ngày hôm nay, bán tặng luôn cho chị em mình riêng ngày hôm nay. Bằng con quần đùi luôn. 79.000 phát tới luôn. 79.000 luôn. Cái bộ này là bộ có tông thái riêng duy nhất tối ngày hôm nay thôi nha. Bán như vậy mình gọi là bán lấy tương tác đây nè. Chốt luôn dùng nguyên mã này là mã 79. Chị nào mua rồi không cảm ơn bán tặng đúng một cọc này. Đúng một cọc này với giá này. Giá này chị ơi, chị mua hai con là còn 55.000 con. Chị mua một con là giá 59.000 con. Thun nam trắng size L, chị xong mai nè, ba ghi đi ba. Cái này hãy sau nhé. Lên luôn dưỡng mã này, mã tặng lon LV luôn dùng nguyên nhé. Lên luôn cho chị em mình luôn. 79.000. Cho chị Yến Mỹ Hồ ráng chia sẻ lên luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi. Cố gắng chia sẻ còn nhiều nhiều rất là nhiều mã. Giá dọn xả kho, cả áo khoác các kiểu nên là chị em mình cứ chia sẻ lên luôn dùng nguyên nha. Đấy cho chị Yến Mỹ lên 79.000, chưa bao giờ chị em mình theo dõi cái like từ đầu giờ. Chưa bao giờ những cái mã nào mà nguyên bán cho chị em mình giá này. Yến Mỹ Hồ à, cho Yên Lê. Yên Lê. Cho chị Ngọc My, cho chị Ngọc My. Yên Lê khác. Mua hai cái dạ đúng rồi. Hai cái là 55k một cái. 55k một cái, đừng 55 hai cái chết nghe. Ngọc My. À, cho chị Thu Hiền G. Thu Hiền G, cho chị Thanh Lan Ngô hai cái size 2 sao? Thu Hiền G. Thu Hiền G rồi ok. Từng này bộ với giá này. Riêng duy nhất cái like ngày hôm nay thôi. Sao không có giá này nữa đâu nha. Này là chị em tranh thủ nha. Được chưa? Qua mã nha. Chị ơi, cái này là của nó là chất cốt tông thái. Cốt tông thái nhá. Rồi tiếp luôn. Trắng nam, chị ơi em đang nói rồi, đi combo hai cái là còn 55.000 con. Từ từ. Không chị ơi, có rồi này chứ mấy. Còn ấy. Chị em mình luôn. Chờ được chốt đơn để có đồ đẹp mà xỉu quá hả? Chờ thế. Không có chị ơi. Em không nha. Rồi tiếp luôn cho chị em mình mã này, cái này còn có cọc thôi. Một màu đó, hai màu, hai kiểu thôi nha, màu trắng. Cái này nguyên còn được một cọc, ai nhanh tay có. Hai kiểu chị đã hai cả, à, hai kiểu, kiểu sọc và kiểu ô vuông. Ok vậy trần trần hai cái 75kg chị xã. Trần trần hai cái 75kg. LXL. Cái này nguyên còn lẻ. Mã này người ta đang lên là 80k một con. Khủng khiếp chưa. Đây nè, hàng giá nè, hàng ngố nè. 80k một con, toàn bộ hàng này hàng người ta bán sốt ấy. Toàn bộ hàng này người ta bán sốt. Đây chị em mình. Quần lỡ lỡ cái này đẹp chưa. Cái này dặn thun lạnh nhưng mà hàng công ty dài ấy vậy. Dài lắm. Nha, lên luôn dựng này. Chốt mã ngố. Con này cũng lên luôn cho chị em mình luôn. 39k. 39k và size này dành cho những chị em mình. Size XL chị em mình đến 62kg. Chốt mã 2X 39k luôn dùng nguyên nhá. Phía sau lưng thun giãn này. Lên mã 392X. Toàn bộ hàng này là hàng bán shop này. Từ đường kim mũi chỉ luôn. Chị nào lấy cái này lên chốt mã 39 size 2X. Ngố CM đâu có. Chị Võ Lan ơi chia sẻ lên luôn cho em đi. Hàng người ta cứ sale rồi. Chị Mỹ Hạnh Hồ. Mà mua không chịu chia sẻ. 39, 60 à, CM đây nè. 39k. Anh đi size chi đây. 2XL đấy. 2XL, XL. 60kg nè.
Ờ, mà đọc, mà thả xuống đọc cái tên chi ba cứ ghi tên đó đi. Rồi lên luôn dùng nguyên tiếp nè. XL cho chị Vi Thục Lê nè. Vi Thục Lê nè. Xe 55 cho ai đây? Cho chị Ngọc My. Ngọc My. Lên cho chị nào chia sẻ. Nãy cũng có con hai con thôi. Xe 55 quay đầu nè. Coi 55 quay đầu. Tại vì nó lẻ sai. Nên là chị nào có nhá. Chứ không đúng số ký mới chốt được. Một bộ LV cho chị Trăm Phúc kìa. LV chị Trăm Phúc nè. Trăm Phúc nè. Không có sai. Còn size L này cho ai đây nè. Size L Ngọc My có rồi nè. Size L để Nguyên coi ở size L ai nè. Size L luôn dùng Nguyên. Size L cho ai. Không thấy ai size L thế. Size 55, 57 đi. Đây cho chị Hồng Huỳnh. Cho chị Hồng Huỳnh rồi có chủ nhá. 39.000. XL hết. Cái này nó không đủ ri chị em mình ơi. Mình là quần dài bo rồi. Dài bon lên luôn trẻ mình 45k luôn. Size 55 quay đầu 45k nó. Dài bo nhá. Cái này lẻ sai con dọn hết. Chị nào lấy dài bo 45k luôn. Ai lấy dài bo lên dài bo 45k nó luôn. 60 em hết rồi. Ngố hết rồi. Chị nào lấy dài bo lên dài bo 62kg em không. Dài bo lên mã dài bo. Giờ còn lẻ sai cục cọc cọc cọc. Như thế này lên sale hết luôn cho trẻ mình. Cho Uyên lên dài bo 45k, dài bo hết rồi. XL. Cái này nó bị ấy rồi. Này chị em mình về giặt dùng Nguyên nhá, size 55 quay đầu. Nó giặt có ra không đây ta? À cái này giặt ra giống như là cái này chị em mình về giặt ra dùng Nguyên nè, cái này đây này. Sờ nó dính nè, chị em mình về giặt con giặt ra dùng Nguyên nhá. Thôi đẹp lắm. Chúc mã 29 luôn. Xíu hơi cái này chị em mình giặt được nè, size 55 quay đầu. Chưa chị ơi, cái này nó có ít lắm. Đây này bị dơ xíu cho này chị em mình giặt. 29k size L. Nha, chị nào lấy L bo lên L bo luôn dùng Nguyên. Họ hàng này toàn bộ là hàng hàng số hết này. Chốt mã này lên chung mã này là mã dơ 29k. Chị bo size S không có. Chốt mã 29 luôn dùng Nguyên nhá, size L đấy. 29 cho lại lê. Rồi còn con này size 60 nè, size 57 58 nè. 57 58 L với L 45k luôn. L với XL 45 29 hết nha. Trời ơi. Bán cho chị em mình. Nói thật sự không có ai bán cho chị em mình. Con này hàng giá hàng 4 đâu. Thế giờ con lẻ sai ra rồi. Nguyên muốn gọn. Hết chơi rồi nha. Dây bo 60kg chị Thanh Trung. Rồi 60kg chị Thanh Trung. Còn 57, 58. Chị nào lấy XL lên XL luôn dùng Nguyên. Còn 2 con 45k luôn. Không có XL chứ XL. XL chị nha. Trời ơi. Con này toàn bộ là hàng đuổi xước hết. XL nhá. 45k. Chị nào lấy XL lên XL luôn dùng Nguyên được 2 con XL. Với giá là 45.000, giá này chỉ có nhà Nguyên thôi. Nên là chị em mình tranh thủ. Ai lấy mã XL lên mã XL luôn dùng Nguyên nè. XL nhá. Comment lên mã XL dùng Nguyên. 57 giờ gì Tony Triết. Tony Triết con. Tony Triết con. Rồi chốt tiếp luôn dùng Nguyên cái này. Cái gì ta? Chị Huỳnh thì nở nãy giờ vẫn chưa chia sẻ. Giờ sẽ ưu tiên chốt cho chị nào chia sẻ không? Chị em mình mua hàng sale mà chị em mình cứ tiếp với Nguyên Liệt chia sẻ nhiều chị em mình không chia sẻ. Ưu tiên cho những chị nào chia sẻ đi nhá. Rồi con này, còn này còn toàn bộ size 3XL. Size 3XL. Size 3XL chị em mình đi 62 vẫn mang ok. Trời ơi. Quần sọt là quần gì nữa? Quần sọt á. Còn ring thôi. Còn ring thôi. Chốt lên luôn dùng Nguyên cái này. Xây 62 đổ về. Chị em mình mua con này đúng nhiều người ta bán chị em 7989 chưa? Nhìn đại thử. Phải con này người ta bán chị em mình 7989 chưa? Con này chị em mình 45k. Con này cực kỳ đẹp luôn. Cái lô gì chăm như nhé. Xây 3XL. Xây chị em mình lấy 60, 62. Phía sau của nó là lưng thun. Chút lấy 60 đi. Mang cho nó thoải mái nhé. Phía sau của nó là toàn bộ lưng thun. Lên luôn dùng mã này. Ô mì đùi à. Ô mì đùi chắc còn lộn xộn trong này chị ơi. Chốt mã này 45k luôn. 45 cho nha chị em mình. Chị em mình nhìn cái này 3XL. Nhìn những con này bèo chị em mình sẽ mua với giá là 139.000 con. Anh lộn sorry chị em mình. 7989 chị Lê Hương chia sẻ lên luôn giùm em đi chị ơi. Còn bộ giá này thật sự là không muốn bán đâu. Bán để lấy lượt chia sẻ thôi mà chị em mình không chia sẻ đi không biết như thế nào luôn. Dung cũng chia sẻ vô nha. Chia sẻ lên luôn giùm em đi chị ơi. Không là để dành. Thật sự luôn không là để dành. Con này bán 45k rồi mà trẻ mình tiếc lượt chia sẻ cho chị Ngọc Bảo con. Cho chị Ngọc Bảo con. Chị Trâm Như con.
Linh Nhi con, Kim Chi Hồ Thị có rồi. Ưu tiên cho những chị nào chia sẻ nhé. Thật sự Nguyên bán cái này Nguyên tiếc lắm luôn nè. Không, để em coi cả. Nói chung là em còn lộn xộn em sóc ra hết. Đi vô nhà Nguyên là hai bên cánh cửa là hai đống hàng lẻ. Chắc chồng lên như thế này. Đây chị Võ Thị Thu Huệ. Ok hết mã này. 45k cho chị Võ Thị Thu Huệ. Rồi tiếp luôn dùng nguyên mã nữa. Con này là Umi Hà. Umi đây đỏ mã này đã lên cho chị em mình rồi. Mã này đã lên luôn cho chị em mình là giá 55 hay 49 gì đấy. 55 hay 49 gì đây. Cái này là Umi đây đỏ nha. Lên luôn dùng mã quần mì đỏ luôn dùng nguyên. Chị ơi đi đơn rồi. Chị em mình lưu ý nè. Chớ thấy like không coi không còn làm được. Lưu ý luôn dùng nguyên mà đơn dùng nguyên chốt đơn ok xong là đẩy đơn đi luôn. Cái ngày nay là shipper là cuối tuần ấy. Nó tranh thủ là có đơn nào nó lấy ly đơn đó. Chứ chị em mình bảo là chốt đơn xong mà gồm từ sáng giờ làm gì còn đơn. Đẩy đơn đi mất tiêu rồi. Có khi nhiều chị chốt xong tối nay đã nhận được rồi. Ở nội thành Đà Nẵng nhiều chị đã nhận được rồi. Lên luôn dùng con này sẽ 55 quay đầu. Mì này là mì đai đỏ luôn dùng nguyên 39k con luôn. Sướng hơn U Mì Hàng nhé. Chắc nó đanh nó dài hơn, mềm hơn U Mì Hàng. Nguyên lên luôn cho chị em anh này. Không CXL nhưng mà 55 quay đầu thôi. 55 quay đầu. Chị nào lấy cái này XL luôn dùng nguyên nhé. Comment lên mã XL 39k XL. Chị nào lấy XL lên XL lên luôn dùng nguyên. Trời ơi. Không lẽ mình con này chứ. Từ từ. Không có xe nhỏ. Xe 10 là cho sang Nguyễn. Ok sang Nguyễn này. Lên từ từ lên bộ nữa đi em. Chốt đơn. Ok lên bộ nữa. Từ từ chờ. Hôm nay cuối tuần cái gì cũng có hết. Riêng bộ thì nhà Nguyên không có thiếu đâu. Nên là chị em mình cứ yên tâm. Thích bộ gì có bộ nấy. Tí xíu nữa còn sót lại một cọc bộ tiếng Anh. Hồi trưa chị nào không chốt được cái bộ kia cũng tiếc kìa. Hề. Nhiều chị kêu là chị về quê không có mạng tiếc. Ít là hết rồi. Chị về quê không có mạng tiếc cái bộ đó chờ bữa giờ không có hàng. Sao hiếm xe S à? Ăn comment hay sao? Đây em thấy mà. Đây đây cái này Nguyên có luôn cho chị em mình 49k. Thay vì cái này á, thường là người ta sẽ làm cho chị em mình chắc của nó là Vitep. Còn cái này lên luôn cho chị em mình là U Mì. Đây chị em mình nhìn form. Cái này lưng siêu cao, cái này chị em mình mix với những cái áo kiểu màu trắng. Lên bao đẹp, đây quay cận luôn cho chị em mình con này nè. Quay cận luôn cho chị em mình con này, hàng xịn luôn dùng Nguyên nhá. Nguyên lên luôn cho chị em mình con này, 49k nốt luôn. Nguyên có size nè. Lên luôn dùng mã này, mã lưng cao luôn dùng Nguyên nè. Lưng cao U Mì nhá, size M, size dễ mình nó hai quay đầu. 39 em hết rồi, lên mã 49k luôn dùng Nguyên nhá. S đây, S50 quay đầu. Cái này khách không chốt xe S là để cho mẹ ra. Lên phone này bao đẹp luôn. Lên phone con này bao xinh luôn nhá. Riêng con này xe S khách không chốt. Rồi xe 50 quay đầu chị em mình chốt này. 50 quay đầu một con 49k. 49k con này xe 52 quay đầu. Không chị ơi xe M cho chị Hà Hương Hoàng Nguyễn này. Xe M cho chị Hà Hương Hoàng Nguyễn này. Hết rồi. Xe L được không? Xe L 52 quay đầu được không? Những cái con này chị em mình mix lên với áo trắng cực kỳ đẹp luôn. 50kg em hết rồi. 52 quay đầu và 55. 55, 57. Chị nào lấy XL chốt và chị nào lấy CL. Không CL, riêng con này nó giảm nhiều. CL cho chị Đỗ Quỳnh Như này. Đỗ Quỳnh Như này. Size XL nếu như mà chị em mình gọn người 60kg chị em vẫn mang được. Tại vì cái này nó giảm nhiều, không như là Vitex. Cho chị Thanh Lê. Không như là Vitex. Quần 55 em hết rồi. Cho chị Thanh Lê. Chị Thanh Lê nữa là hết 49k chị Thanh Lê. 49k chị Thanh Lê. Rồi tiếp luôn dùng nguyên cái này. Gọn hết nha. Cái này còn mấy cái con này bán tặng cho chị nào. Đây hồi nãy giờ chị nào bảo nhỏ con không có hàng chốt à. Đúng không? Nhỏ con không có hàng chốt. Mã này lên luôn chị em mình 25k luôn nè. Màu xanh ngọc. Size 52 quay đầu thôi. Lên mã 25k. Ai nhận con này về phản hồi 25k. Đỏ em hết luôn rồi. Yên tâm là tối nay là toàn mã hàng sale hết. Cái này là 39 đúng không? Cái con hồi nãy đầu tiên là 39. Đồ. Con sau là con 49. Con 49 là một khi là lên đủ size là bán 69k đấy. Áo nam đây chị ơi. Áo nam đấy. Xem gì nữa. Chốt đi với xem gì nữa. Lâu lâu mới có một đợt.
55.000, khi là trẻ mình mua từ hai con, trẻ mình mua một con là 59k, mua một con về tiếc tại sao rẻ như thế mà không chốt. Chị có quần chị xin thu không? Thôi trừ cho chị xin thu cái con CS, CS chị xin thu mang vừa không? Em định để cho con em CS, một con CS, nhưng mà chị nếu như chị vừa thì em chưa. Chị may cặp hết đỏ rồi chị ơi. Size này trẻ mình 52 và cao 55 luôn, dùng nguyên nhớ luôn, dùng cái này có tông tàu. Có tông tàu mình lên luôn cho trẻ mình con này với giá 25k luôn. 25 xanh. Hay là CS này. Cái chị ơi chị xương thu sẽ nguyên sách con đó là định để có những cái con áo trắng mix set đẹp. Rồi lên luôn những mã này, mã 25. Toàn bộ cái này chắc có tông tàu nha, mịn lắm luôn. Ok chị Lê Dung có rồi đúng không sao? Cái mã này chị Lê Dung có rồi. Không 90kg không vừa. Chốt không rồi, có màu khác sổ. Không chị ơi. Rồi lên luôn dùng nguyên cái mã này 25k nốt luôn. Chị nào chưa có cái mã này tranh thủ. Riêng con này bao rẻ luôn này. 25k màu xanh nguyên còn được từng này con, nhưng mà size trẻ mình 52 quay đầu cho chị Nguyễn Thị Văn. Trẻ mình ráng ví dụ chốt được cá rồi tranh thủ chốt thêm cá hai cá nên đi đơn, đi đơn. Một cá nhà Nguyễn vẫn đi. Nguyễn Thị Văn đi đây nha Thái. Nha Thái, chị Nhung Lê, chị không, chị Nhung Lê mạng gì Nhung Lê chậm lắm. Nha Thái này chị Mười Lê này. Mà như gì chậm, người ta lên chốt xong rồi chị mới lên thì làm sao mà chốt được. Còn nhá chị Kim Chi ơi, cho chị Kim Loan cái 25k, 25k nhá. Chị nào chúng cổ về chỗ ơi cũng được nhá. Cho chị Thu Huyền. Uyên Lê, Thu Huyền khác. Uyên Lê. Uyên Lê khác luôn phải không? Yến Hoàng. Ừ, Yến Hoàng. Hà Hương Hoàng Nguyễn. Giang Giang. Song Mai, Bảo Trăng áo nam. Không chị ơi. Và Ngọc My hết nhé. Ngọc My hết. 25k. Hà Hương Hoàng Nguyễn cái ai? Hương Hoàng Nguyễn á. Hà Hương Hoàng Nguyễn. Không chọn cổ V hay gì chị ơi? Cho chị Giang Giang có chưa? Không chọn đâu chị em mình. Xong Mai có chưa? Rồi. Cười chị. Khó cái gì khó, do mình chứ khó chị. Thế thấy ai đang bị con đó? Chị Giang Giang à? Giang Giang à, Xong Mai, Xong Mai cuối cùng. Xong Mai thấy chị mà bị dính con mực nó là chị nào? Chị coi. Coi cái lỗi này có bỏ qua được không? Xong Mai chứ. Giang hay Xong thì không biết. Thì chị Xong Mai có chưa? Ở Giang vậy đó. Thế Giang Giang. Giang Giang Xong Mai. 15k được không chị? Không để nguyên mang ấy. Ổng sao cái này nó có cái lỗ nè. Nó bao nhiêu nhỉ? 25k. Quần tay chắc có. Đây nè. 15k được không? Dính xíu nè. 15k luôn hề. Ok thì em chốt của chị Giang Giang, đang ghi Giang Giang lỡ cỡ. Tránh cái lỗ ra. Chị ok không thì em chốt cho người khác nha, chứ để kêu là mất công về về thôi. Đổ thừa. Rồi tiếp nha. Quần tay á, quần tay chắc là em có hàng còn lại tải xíu em xem. Xíu xíu em xem. Ok chị Giang Giang 15k đi. Bỏ qua anh. Ôi trời ơi, u mì. U mì bo. U mì bo. Hay u mì. Đây là đợt hàng nào? Đẹp chưa? Size L. Ai nhanh tay có nhá, gần như là u mì. Gần như là u mì luôn. Ok chị Bảo Trăng 76kg này. Cái này chị Bảo Trăng 76kg hai cái. Đây, mắt. Muốn nói thật sự. Ghi cho chị Bảo Trăng. Mắc ngay 10k luôn, tích tắc luôn. 10k bay cái rọt. Em có đang xem ấy. À đây từ từ, còn mã này nữa nè. Còn mã này màu tím cái nè. Như ở đằng sau có cái màu đen á, đen có cái màu. Còn màu tím nữa chị em mình nè, nó nuôi không phải. Còn màu tím nữa. Có đang xem nè. Dạ chị ơi, áo nam là chị mua một con là 59k, chị mua hai con. Trừ lương. Trừ thì trừ miết, không biết bao giờ hết. Riêng con này được mỗi con này xây bự, xây 57, 58. Còn toàn bộ là xây nhỏ nhé, xây 52, 55. Lên luôn dùm mà 25 tiếng luôn. Áo nam sọc, lên số ký luôn dùm em. Áo chống nắng cho nam 3 cái mà không thấy trả lời. Ok, ghi lại cho chị nhà Mai Kim Anh đi. Áo nắng nam 3 cái. Ghi lại nhà Mai Kim Anh đi. Mai em chốt đơn nha chị nhá. Mai nhà em chốt đơn nhé. Riêng con này chị em mình 57, 58, 60kg bạn mau ok. Lên luôn dùng mã tím 25.
Tím 25 đang có một con xe bự. Chị nào lấy tím 25 chốt tím 25 luôn dùng nguyên một con xe bự. Rồi còn toàn bộ là size 55 đổ về. Nha, tím lớn cho chị Minh Phúc Nguyễn. Còn toàn bộ là size Minh Phúc Nguyễn. Size 65 tí cho chị Minh Phương Lương. Ok chị Minh Phương Lương. Tím 25 cho chị Ngọc My nè. Có mấy con thôi. Ngọc My nè. Ngọc My nè. Kim Chi Hồ Thị nè. Kim Chi Hồ Thị nè. Ngọc My. Ngọc My ghi Ngọc My Kim Chi Hồ Thị. Lê Dung, 57 em hết rồi, Lê Dung. To hết. Từ từ. Từ từ. Bỏ qua mã to đi, hết mã to rồi có con chứ mày. Có một con to thôi, từ từ nhé vậy em ơi. Chuyển qua luôn giùm em mã nhỏ đi, hết to rồi. Không lại lộn nha. Nguyên nói là có một con to thôi, chốt một con to rồi. Chị nào lấy nhỏ lên nhỏ dùng Nguyên. Lấy nhỏ không? Nhìn lấy người lấy nhỏ không? Ngọc My này kiếm kia hồi thị này. Ngọc My nó hình như là nhỏ ấy. Quần sọt nam à. Không. Lê Dung với lại kiếm kia hồi thị. Ê, bỏ ra. Bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra. Bỏ 2 con 55 quay đầu thôi. Từ từ, còn áo đá à? Áo đá chắc không. Em không biết áo đá còn không. Ờ, lên lại dùng Nguyên mã tím, size 55 đổ về thôi. Lưu ý luôn dùng Nguyên, chị nào lấy tím 55 cho chị Ngọc Quý. Cho chị Ngọc Quý. Vừa chị ơi, Ngọc Quý. Ly Kha Kha. Trời ơi, 25k. 25k một con. Nha, chị nào lấy thì lên nhanh tay luôn dùng Nguyên mã 25k. Đấy. Nó thật sự nó rất là rẻ. Cái này em dễ nhìn nè. Hả? Ly sĩ thì từ từ. Tím cho chị xong mai. Ok em lên giờ đây thì xong mai. Rồi chị nào lấy tím lên tím luôn dùng Nguyên. Còn ở làm gì á? Chứ dạ. Đổ lên nhìn dễ thái. Dạ. Mà tím thì dễ thái cái lỗ. Tím cho Ly Kha Kha rồi, Nguyễn Kim Hoa. Nguyễn Kim Hoa, toàn bộ còn size 55 quay đầu. Toàn bộ còn size 55 quay đầu. Rồi chốt lên luôn những này. Quần nữ. Em sang đàn lắm, từ từ em lên cái cọc này rồi em lại lên cái quần. Chị em mình đừng có dục là nguyên loạn, nguyên không biết lên cái mã nào hết. Áo nắng nam 80kg. Bây giờ không chị ơi, đến size đến 75kg thôi. Tím 55 cho chị Ngân Nguyên. 55 Ngân Nguyên, còn bộ cọc này 55kg qua đầu 25k chị em mình phát. Có màu gì phát mũi màu con về mang cho nó sướng. Không ăn thô. Chờ quần đùi. Chờ quần đùi từ từ. Đi đây, giờ đang lên đây. Ba con mã lon, cái này còn đúng ba con thôi. Mã này là mã 85k. Cốt tông thái nha, nè chắc nè. Chắc nè. Cốt tông thái luôn dùng Nguyên. Nguyên lên luôn cho trẻ mình luôn đó. 85k, còn được đúng ba bộ lon xanh ngọc. Nhớ luôn dùng Nguyên cái này chắc của nó là cốt tông thái ba bộ thôi. Đây iPhone Nguyên đang mang và size 60 trẻ mình vẫn mang ok. Hàng trẻ mình thấy hàng đùi người ta bán cho trẻ mình 140, 150. Lên trẻ mình Nguyên kể cái bộ lửng đang bán cho trẻ mình luôn 85k. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã này, mã lon xanh. Được 3 bộ, 85k bộ. Cái này nhiều chị mua được rồi. Mới nói thật sự là hết cái này là không có hàng nữa. Ví dụ như có nhiều mã, ví dụ như áo nắng hết size Nguyên về thường xuyên. Nhưng mà cái này không. Không, chị Tiên Lê em hết rồi. Cái này là ôm được một đợt thôi chứ mấy. Nhá, này là chị nào lấy cái này lên chung mã lon. Cái này là lửng nè, lon xanh ngọc nè, lon xanh lá. Nha, từng này bộ thôi, giá 85.000 một bộ. Bao rẻ luôn. Riêng hàng nhà Nguyên thì chị em mình mua gần được như là giá sỉ. Gần được như là giá sỉ. Chị nào lấy lửng lên lửng nhé, lên đan sen thôi. Lửng lon xanh ngọc và lon xanh chuối 85k. Rồi còn được từng này con với giá 25. Từng này con với giá 25, chị nào chưa có thì lên. Rồi tiếp cái quần này cho chị em mình luôn. Quần nha. Xây 3X nè. Lon xanh ngọc. Hai mã xanh đấy chị ơi, xanh ngọc cho chị Linh Vương. Linh Vương. Xanh ngọc Linh Vương. Xanh gì đấy chị ơi, xanh ngọc đây nè, còn kia là xanh chuối. 85k, chị Phương Nguyễn ơi, chị lấy lon xanh nào? Lon xanh nào? Mã này là một mã quần bo. Mã quần bo nhé. Rồi chốt lên luôn dụng này. Chốt lên mã này lên luôn dụng Nguyên. Size gì đây? Size gì đây? 2XL. Size này chị em mình 60 đổ về. Trời ơi. Quần nam, quần nữ chị ơi. Quần nữ ống bo. Chưa thấy những cái mã quần này bao giờ à. Quần nữ chị ơi. Size này là size 2XL, 60-62 chị em mình chốt được nha. Chốt mã này lên mã 49k. Con này là chắc gì ta, không phải là u mì đâu. Đuổi. Đuổi nhưng mà đuổi xước dài. Mới cầm vô tưởng như là u mì luôn. Nha, cái này lên chị em 49.000 luôn. 45.000 sau đây chị em. 45.000 đó, 45.000 dùng Nguyên nhé. Size 2X, có từng này con thôi. Con. Lúc gì mà sợ cái này.
chốt lên luôn những mã này là mã 2X luôn, dùng nguyên tặng 45k. Alo. Quần bò ánh trên 45 rồi. Thế em chụp lên app đi, em cứ chụp lên app, cái nào mà chưa được thì là chụp lên app giùm chị đăng like ngay. Cứ chụp lên app luôn. Ánh trên là mai... 40. Ừ ừ. Quần bò 40 ngăn nguyện. Ừ, chị biết rồi, chị biết rồi, chị đang like. Đi bé là 60 cái ánh tinh chưa anh hết. Đấy. Đau đau sao? Ngăn nguyên là 58 cái, bi bé là 60. Từ 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 từ, ngăn nguyên nè. 58 nè. Bi bé mấy ký? 9 nha, 45. 45k, bi bé mấy ký? Bi bé 60 ký à? 60 ký nè. Ánh tinh không có số ký. Trẻ mình lấy số ký chứ không có số ký xong cái chốt. Bi bé này 2XL nè. Bi bé 2XL cho cô Hương. Cô Hương là lấy size. Cô Hương 60kg đúng không? Cô Hương 60kg à. 60kg thì cái này thì nó hơi to quá. 57-58. Còn 57-58 nè. 62kg nè. Và 55kg. Còn 3 con. Trời ơi. Quần này là dạng quần ống bo nha chị em mình ơi. Quần ống bo 60 thôi cho cô Hương cái size. Size 62 đi. Cô Hương size 62. 2XL hết rồi cho cô Hương. Cho cô Hương nguyên còn size 57-58 đổ về và size dành cho trẻ mình 55kg quay đầu nhá, 60 hết rồi, size XL Thanh Trung 57 à, đây Thanh Trung 57 đây, còn 55 thay đổi cho bỏ cái cô Hương đi, bỏ qua cho chị nào 60kg đây nè, cho chị Ánh Trinh. Ánh Trinh cái này chị Trung ấy, chị Trung đấy, Thanh Trung này, Thanh Lan Ngô này, Thanh Trung rồi Thanh Lan Ngô hết nhá. Thanh Lan Ngô hết nha chị em mình ơi. Rồi tiếp cho chị em mình một mã nữa. Ê, còn cả màu trắng này. Lên đặng nó 45k luôn ấy. Hàng này là hàng nguyên đi luôn cho chị em mình là giá bao nhiêu tiền? 59265 gì đấy. Như vậy Khánh Uyên mua thì là nguyên bán giá bình thường, nghĩa là giá sale rồi. Mà nghĩ tự nhiên lên like ngày hôm nay kiểu gì. Lên sale hồi nãy lên sale con 45 giờ theo đà 45k luôn. Giờ theo đà 45k luôn. Chị ơi em lên. Chị nào chị ưa cái nào thì chị chốt. Cái giờ em không chạy theo cầu được ấy. Giờ em đang lên hàng lẻ, xả hàng lẻ luôn. Mà giờ chị em mình đòi cái này đòi cái kia không ấy được. Chị em mình cảm thấy trong cái like chị em mình thích cái mã nào chị em chốt dùng nguyên. Còn không đợi tí xíu nữa. Đợi tí xíu nữa nhá. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. Size 62kg quay đầu. Đẹp chưa? Lên luôn dùng mã bo size 3X. Bo trắng 3X. Lên luôn cho chị em mình con này luôn. 45k. 45k nắp luôn. 45k size 3X. Chị nào lấy 3X lên 3X luôn dùng nguyên 45k còn 3 con. Size 55-57. À hình như là hồi nãy chị Khánh Uyên là lấy dạng mã quần này đúng không? Mã quần này. Quần này nó đắt hơn đúng rồi đấy. Quần này nó đắt hơn. Con này muốn đi vô lên cho em là 69k. Dặn quần gió. Bấy cho chị Lê Hương. Dặn quần gió. Bộn đang mang là giá 85.000. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. Dặn quần gió. Con này dặn quần gió. Con này 49k. Size 52. Và size 60 được 2 con. Chị nào lấy cái này lên chung mã gió. 49k con gió này. Chị nào lấy cái này lên chung mã dặn quần gió chị em mình ạ, xả luôn cho chị em mình luôn cho nó gọn. Chị nào lấy gió lên gió được 2 con, hàng này để dành, nó thật sự. Đến mùa lạnh thì nó đâu có hàng bán đâu. Đến mùa lạnh là không có hàng bán. 49 mà. Gió 52 cho chị Ngọc My, con này 49k nè. 52 á. 52 nên lấy 55 quay đầu nhé. Chứ không có size M. Size L hẳn luôn, nhờ bo này dễ, cái quần là của nó là lưng thun vậy, chị siết lại cũng được. Rồi size 57-58. Chị nào lấy gió xe 5758, lên gió 5758 quần là quần bo. Chị em mình nhớ đợt lạnh vừa rồi, đợt trong mùa mưa vừa rồi. Hỏi mấy cái mẫu quần này, cũng không có hàng để bán luôn. Tại sao học ra. Còn một con size XL, mã này mã 49 dùng nguyên nhá. Mã 49, chị nào lấy mã 49 luôn, mã 49 luôn dùng nguyên. Chốt lên mã 49. Quần đùi này size gì bán tặng luôn đi. Quần đùi này size gì bán tặng luôn nát này. Gió gì tôi đi chứ. XL. Cái này còn một ri 29k đùi nhá, 29k còn một ri, phải đùi mà ngố rồi, đại 29k đi.
ngố lên 29k luôn. S M L X L nhưng chị em mình đến 5758. S M L X L. Hai con X L. Gió em hết rồi nha. Con này lên tặng 29k luôn. Dàn quần ngố này chị em mình nè. Chị nào lấy cái này lên chân mã bi. Quần ngố em quần đùi nha. 29k luôn. Chơi tới luôn, CL cho chị Hồng Huỳnh. CL đâu? CL cho chị Hồng Huỳnh. Ngố S cho chị Nguyễn Thị Văn. Lên size đi chị em mình ơi. Ngố lên S cho chị Nguyễn Thị Văn CS. Nguyễn Thị Văn CS. Nguyễn Thị Văn CS. Nó nhảy. Bị ẵng quá không thấy. Nó thấy nhảy mà không có ấy kịp. Không thấy, hồi nãy mới vừa thấy ai đây mà giờ không. Cho ly kha kha, không có, không vừa đâu. Tiếng Mỹ Hồ này mà không có sai. Không có sai mà không đọc được chị em mà nói, để con coi lại bên này thế nào. Chờ một xíu con coi lại bên này thế nào. Cái gì, ai, đọc thế nào. Trang Hồ 55. Trang Hồ 55 là M. Ai CM. Vy Thục Lê. Vy Thục Lê CM, còn XL. Xe 5758 đổ về. Con xe 5758 đổ về. Chị nào lấy XL lên XL luôn dùng nguyên. Vì con này nó không giảm nhiều. Không giảm nhiều nên là con chốt lấy 57, 58 kg thôi. Nha, chị nào lấy cái này lên XL luôn dùng nguyên với. Trang Hồ 55 này phải không? 55 lấy hẳn con này đi. 55 lấy hẳn con này đi. Rồi lên XL giúp Nguyên nhé. Chị nào lấy XL. Comment lên XL dùng Nguyên nè. XL, XL. Ai? Có em mà chị Sương Thu giờ mới thấy. Sương Thu ơi. Ai? Ngọc My à? 55 luôn. Ok chị nhé. Chán cái Facebook lắm rồi đấy. Rồi, ê, cái mã quần hồi nãy. Mã quần đỏ. Hồi chưa có một cái mã quần hồng. Chứ bên này không thấy luôn rồi chị em mình nè. Nguyên happy luôn rồi. Happy luôn rồi. Yên tâm giờ lai ra hai cọc hàng này xả hết cho chị em mình luôn. 60kg em không vừa. Trời ơi, cái này mà nói thật sự lên form nè. Cái này Sư Hương lấy nữa không? S, M, L, X, L nè. Không phải, 1S nè. 2M nè. 1XL nè, rồi 1L. Cái này nó thật sự lên form cực kỳ đẹp luôn. Nguyên ưa những con quần này. Thấy bị ẵng đó chị ơi. Em phải hút bên kia em không thấy luôn ấy. Ngố Nguyên hết rồi. Ngố Nguyên hết rồi. Rồi lên luôn dụng mã quần tím. Áo thun nam đó bao nhiêu Nguyên. Chị ơi, cái này em đang lên 59k con. Chị nào mua 2 con là còn 55k con. Nha. Rồi lên luôn dụng mã này là mã tím. Quần tím XL cho Thúy Võ. Tím XL có một con thôi cho Thúy Võ. Xây 60 cái chị em vẫn mang được luôn ấy. Giảm gì 49k. Quần này thôi. Thôi rồi sướng luôn. Cho 60 kém hết rồi. Cho chị Ngọc My CL. Ngọc My CL. Ngọc My CL. Ngọc My CL. Có hai cái không vừa. Hết CL nhá. Còn CM 47 cho sẽ cho Ly Kha Kha. 49k nha ba. Cái này cho Ly Kha Kha. Ly Kha Kha. Rồi nhá. Nguyên còn xe 52 quay đầu. Còn CM. Còn 52 quay đầu thôi. Cái này Ly Kha Kha. Ly Kha Kha. Còn 52 CM. Yến Hoàng lấy không? Nhưng mà quần này nó giãn nhiều. Bây giờ những cái form này làm vi test thì là nó không giãn. Nhưng mà quần này làm u mì. XK những cái mã này mà làm u mì lắm chị em mình nhìn này. Lên form bao đẹp. CM đi. CM là gì? Trăm phút. Yến Hoàng lấy không? Thế cho chị may cỏ luôn. May cỏ luôn. May cỏ luôn. Hết nha. À đây còn cái gì nữa. Còn vi nữa. Còn vi nữa. Còn vi nữa. Không có. CL cho Yến Hoàng. CL cho Yến Hoàng nữa. CL cho Yến Hoàng. Rồi chị nào chưa có tím hay lại tím luôn dùng đi. XL đó. XL còn con đi. Ây, nhưng mã này mã khác. Nhưng mà đẹp. Đẹp. Thôi Yến Hoàng lấy con nữa đi. Chiếc ngô. Đẹp, lấy đi Yến Hoàng. 4 nút. Em thấy rồi. Mã này là mã 4 nút đi. Đây là mã tím còn cái xe S này. Đi cho mẹ con xe S đi. Cho mẹ con xe S này. Để cho mẹ con xe S đi. Hồi nãy hụt con màu đỏ rồi. Xe 55 quay đầu. L cái này cho chị Võ Thắm. Rồi Võ Thắm. Còn L. Cho Ngọc My luôn. L cho Võ Thắm và Ngọc My luôn. Hết cái vẻ mình ơi. Cho Võ Thắm và cho Ngọc My luôn hết nha. Chị
49k hết luôn. Tím nguyên hết rồi chị ơi, hết tím rồi. Mà lại còn này. Nó quần công sở rồi. Chị Khánh Uyên, chị Khánh Uyên ơi, đây cọc quần công sở đây nè. Có coi like không Khánh Uyên nè. Biết chưa nè, 55k, giá này xỉ lệ ngang nhau. Bây giờ một con quần công sở thường là nguyên xe của em mình ít nhất cũng là 79k. Thun nam size L. Thun nam size L thì xong mai phía sau này sao? Thì xong mai, thun nam size L phía sau thì xong mai này. Khánh Uyên đâu rồi? Nãy là giờ lên tìm công sở nè. 60kg không vừa. Cái này là xỉ lẻ ngang nhau cho chị em mình thôi. Nè. Con này là form của nó là form baggy nha. Gấu lẹt như thế này nè. Lên số ký cái này còn 1 ri thôi. 1 ri thôi. 60kg không vừa. Còn 55 đổ về thôi, 55 57. 55 57. Khác nhau từ từ nè. 55k 48 lấy size S cái đã nè. 48 lấy size nhỏ nhất cái đã nè. Đây nè. 48 bé cự giải nè. 54 cho chị Hà Nguyễn Song Long. Dạ, Hà Nguyễn Song Long. Hà Nguyễn Song Long. Rồi còn 50 đổ về. 55 đổ về. Bấm nút, dạ bấm nút, bấm nút, bấm nút. 55kg cho chị Phạm Ngọc Hiếu nè. 60kg không vừa. 57 hết rồi. Nguyên còn xoay 50 đổ về. Công sở chị Nha Thái nè. Nha Thái nè. Nha Thái nè. 55 hết rồi. 50 cho chị Nguyễn Kim Hoa nữa là hết. 50 Nguyễn Kim Hoa nữa là hết. Thế Khánh Uyên hỏi mà giờ đi đâu mất tiêu rồi lên. Có biết lấy cái size gì đâu mà em biết mà em chừa. Công sở em hết nhá. Chị nào hồi nãy lấy áo nam ấy mà nhảy comment đây không thấy. Hết rồi chị à, chị Tâm Uyên ơi. Hết rồi nhá. Ai mới vừa comment lên áo nam mà kéo rồi thấy không bà? Mới vừa lên ấy. Khi nãy chị mua cái rồi thêm cái mã nữa à? Ai? À, ok chị. Rồi tiếp nha. Rồi tiếp tục. Cái này em còn một cặp. Con này quần sung. Đây. Công sở em hết rồi. Hai cái tay trắng đó em nghe. Hai áo tay trắng à. Đấy, Xuân Thu có rồi đúng không? Xuân Thu có rồi. Ê, Xuân Thu ơi. Xuân rồi, lên đâu dựng mã nào? Quần trắng 49k. Quần trắng 49k. Sai. Chị nào cái này lên luôn dựng mã này, quần trắng 49 kèm luôn dựng số cái chị em mình hai mang trong màu trắng vậy mà đã chốt. Mình nói thật sự mang con này lên chị em mình cứ hỏi tới hỏi lui. Mang những con này lên chị em mình cứ hỏi tới hỏi lui. Lên luôn dựng mã trắng kèm size SMLXL. Hết rồi chị ơi. Ok chị. Lên luôn dựng mã trắng 49k SMLXL 55kg có chị ơi. 55kg có chị lấy không? Em chừa luôn. Chứ cứ ví dụ như hỏi 55kg có thì cứ lên đi. 49k chị hỏi xong người ta chốt mất tiêu rồi. Cho chị ly kha kha cái này. 60 cho chị Trâm Như nè. Đấy, Trâm Như 49k cho chị Tony Chiếc. Tony Chiếc. Hết rồi. Được. Còn trắng size 50 52 đổ về thôi. Thế lên cái ưa cái gì họ chốt luôn đi, tự nhiên hỏi có không? Người ta chốt rồi. Tay mời cho chị Trăm Phúc nè. Hết nè. Tay mời Trăm Phúc. Tự nhiên cái hỏi làm chi mà người ta chốt mất tiêu rồi. Mời chị Trăm Phúc nè. Rồi tiếp tục. À cái này. Lên cái này. Cái này lúc chưa chị nào chưa có tranh thủ. Ok chị Thanh Hồng. Em hết cái mã quần 49k rồi nhá. Hết rồi nhá. Tại vì thứ còn cái thôi. Giờ Nguyên Lan chủ yếu là hàng lẻ. Kiểu gì nó bung nó bay hết những cái mã hàng lẻ này đi cho nó gọn nhà thôi. Like hồi rồi like hàng lẻ mệt lắm. Còn một con hồi nãy 45k này. 5k
50kg chế bộ là chốt 55kg ấy à? Người ta comment 55kg chế bộ là chốt 55 là sao? Là như thế nào vậy? Thế Ngọc Quý á, ấy là mà nói là như cái nói của Ngọc Quý sáng năm lần. Xây 60 độ về. 60 độ về 45k còn con. Chị nào lấy cái này lên chương mã 45. 45 hồng. Lên mã 45 hồng, quần này là quần ống bo. Đây size L. Ai nhận những cái mã này rồi, size L. Còn này size L hết à? Size L. Size L hết, từ này con size L. Đây nè. Hồng phải, hồng 45k chị Diệu Linh nè, chia sẻ ra. Chia sẻ ra đi. Rồi lên luôn dùng nguyên cái mã này. Con này là hàng công ty này chị em mình nè. Con này mã hàng công ty. 45 hồng cho chị 10 ly. Ai nhận được con này rồi? Cái này mà toàn bộ là theo. Cái này toàn bộ là theo 60 kg đổ về là chị em mình chút đẹp. 60 đổ về dùng nguyên giá hết cái mã đó rồi. Có đồ bộ hai giây còn chị ơi. Em coi chừng ai lấy áo nam giống nhau. Cái gì đấy? Nhảy rồi em không đọc được. Rồi lên luôn dùng cái mã này. Chốt lên luôn dùng mã này luôn dùng nguyên. Chốt mã sơ mi 49k, xây 60 đổ về. Con này xịn sò, nhiều chị đặt rồi. Nhiều chị nhận được cái mã rồi. Về là kia là không nghĩ con này nguyên bán giá 49k. Mai lấy rồi con mình sơ mai nhé. Thì cứ hai áo rồi mai lấy thôi chứ. Áo theo gáo vải đẹp. Rẻ rồi đúng không? Hàng công ty nè. Hàng này hàng công ty, lên luôn dùng mã gấu CL. Hôm bữa sơ mi chị Ngọc My 49.000. Khách nhà Nguyên bảo là chị không nghĩ mua được con áo này với giá 49.000. Chị em mình về người ta treo shop, người ta lên chị em mình giá gấp 3 lần giá nguyên bán như thế này. Không phải là gấp 2 mà là gấp 3 lần. Hàng này là hàng công ty nhá. Con gấu này là gấu theo. Đấy, ok em cảm ơn chị Xuân Thu nhá. Rẻ đẹp. Thúy vỏ. Cái gì Thúy vỏ 49.000. Thúy vỏ 49.000. Cái này là còn hôm bữa là có vài con màu trắng thôi. Màu trắng chị em rất là dễ mang. Hai cái hai màu á. Không biết trời có cái màu này, chị chốt màu này trước rồi nhá. Có tí xíu nữa có em chốt sau. Xe 60kg đổ về là chị em mình chốt ok. Có bao giờ mà chị em mình đi mua hàng công ty, hàng sơ mi theo mà 49k. Đấy là chị nào chưa có lên luôn dùng nguyên nhá. Yến Mỹ Hồ 53 rộng. Duy Nhung chia sẻ lên luôn dùng nguyên nhá. Kim Loan. Rồi ai chưa có gấu lên gấu luôn dùng nguyên nhá. Cho chị Nguyễn Thị Tố chia sẻ lên luôn dùm em. Mua gì mua hàng sale mà cứ không chia sẻ là sao? Nha, ai chưa có lên luôn dùng mã này là mã gấu. Giờ bắp tới cái gì? Chị Ngọc My có rồi đúng không? Ngọc My có rồi đúng không? Một cái hồi nãy hai cái nhưng mà hai cái nhưng mà từ từ đợi xíu nữa có từ màu từ gì thì cũng xem màu. Là 53 kg nè. 53 kg cái này rộng. Cho chị Nguyễn Thị Ngọc Lành. Nguyễn Thị Ngọc Lành hàng công ty. Gấu cho chị Phương Thảo Nguyễn. Không có size M rồi chị Thanh Trúc ơi. Có nhưng mà hồi sáng Nguyên lên mà chị Nguyên không biết ở đâu. Giờ Nguyên ngồi đây là Nguyên đụng cái gì Nguyên lên cái đó thôi. Ok. Chưa thấy bỏ gấu cho chị Ngọc My có rồi không sao? Ngọc My một cái. Ngọc My được một cái rồi còn hai cái. Size này size 60. Gấu này bà gấu theo hết. Hai cái nhưng mà hai cái khác nhau. Hai cái khác màu thì Nguyên không có. Từ từ chờ Nguyên xíu đã. Nguyên ngồi đây Nguyên bắt trúng cái gì Nguyên lên cái đó thôi. Đây size M này chị em mình nè. Hồi nãy A53 này. Hồi nãy A53 ký xe 53 cho A53 là 55 ký quay đầu đây. Tony Trip 53 cho Tony Trip CM đây chị em mình nè. Thí bỏ hồi nãy có kế rồi mà thí bỏ cái 55 ký nè. Cũng được con đó cũng được. Rồi tôi lên M luôn dùng Nguyên. Đây Tony Trip CM đấy. CM ai lấy M lên M giúp Nguyên. Theo hết chị em mình cứ nhận hàng con này về dùng Nguyên nhé. Không nghĩ cái này. Đấy thấy chưa. Thấy chưa? Mới vừa lúc nãy Nguyên lên CL cũng chốt CL. Giờ lên có CM cái bị bảo là em CM. Chán dễ sợ. Trăm phút. Kim Loan. Rồi nhá, chị nào lấy M lên M. Thêm cái cho chị Ngọc My. Thêm cái chị Ngọc My. Cái này mà hết thôi. Chị Vy Lê ở Nam phía sau chị em mình mua, chị mua hai cái còn 55.000 cái. Tay dài, tay dài. Gấu M tay tay dài chị. Ngọc My thêm cái CL hồi nãy chị có CL rồi. Chị nào mà đi làm công sở không nên bỏ qua con này. Gấu M chị Yến Hoàng. Gấu M chị Yến Hoàng, rồi ai lấy gấu lên gấu đi. Nhá. Mà xong cái đóng cái cửa lại được không? Rồi xong cái này. Đây còn hai cái màu trắng nữa nè.
tôi L cho chị Ngọc My, L kem cho chị Ngọc My, L kem cho Ngọc My. Rồi ba cái nha. À, chị một cái L cho Tony trước này. L cho Tony trước này. L cho Tony trước nữa này. L cho Tony trước. Chị Ngọc My là em thay cho chị cái một kem ấy. Kem còn được từng ngày cái L. Tony trước là làm à. Rồi đóng cửa lại đi ba. Có 4 con CL nữa thôi, C60. Cái này nó có 2 size thôi, M với L thôi nha. Cái này lên nó luôn cho chị em mình là 49k. Cứ nhận hàng con này vì chị em mình không nghĩ là Nguyên bán với giá 49k con đâu. Hàng công ty. Hàng công ty nhá. Rồi ai chưa có lên luôn những mã này. Kem CL. Tony chiếc con nữa nè. Ok, Tony chiếc con nữa nè. Rồi nha, qua mã nha cho chị Sa Nguyễn nè. Tony chiếc và Sa Nguyễn nè. Ừ. Áo gáo đẹp lắm rồi, em cảm ơn chị Mỹ Hạnh Hồn. Tony chiếc này. Tony chiếc 49k này. Áo dài tay nhá. À, 49k với ai quên mất tiêu rồi. À Sa Nguyễn, Sa Nguyễn nào áo. Sa Nguyễn 49k. Bộ chi, ưng bộ chi. Thanana ưng bộ chi. Giờ Nguyên ngồi đây đúng cái chi. Bóc đúng cái gì sale cái đó thôi. Nha. Sơ mi CM cho chị Thu Hiền, CM còn màu trắng thôi chị nghe. CM còn màu trắng cho chị Thu Hiền. Thu Hiền khác này. Thu Hiền 49k. Cái này cho chị Mỹ Hạnh Hồn. Mỹ Hạnh Hồn. Mỹ Hạnh Hồn. Bộ sau lưng à? Bộ Thái à? Bộ Thái hay bộ chi? Rồi nè. Ok nha. Qua mã này nha chị em mình ơi. 75kg vừa chợ có size đến 80kg mà. Áo phía sau là có size đến 80kg. Áo phía sau là Nguyên có size đến 80kg luôn. Lên cọc quần nữa cho nè. Lên xả nó lẻ cọc quần đi. Kiểu quần thun à. Thì là những cái bộ Nguyên đang mang nè. Chứ còn quần gì nữa. Có CL 1 cam cho chị 10 lê. 10 lê. À, một kem thì một kem. CS, CM, CL, CM, CL, SML thôi. Mã này còn SML nhé. Mã này còn SML dùng Nguyên. Trời ơi. Con này á, chị em mình mua để dành. Chị em mình nhìn có tông chéo. Có tông chéo là chị em mình mua một con quần một bộ ấy, bộ 79k tay biểu hả? À bộ thiết kế rồi ok xí em lên. Chị em mình nhìn đi, cái này là chắc của nó là có tông chéo, chị em mình mua để dành vì những con này là nguyên một bộ của nó là thường rộng lên chị em 135.000. Có tông chéo là chị em mình vào mùa là chị em biết rồi nhá. Cái này bán trời quần. Cái này còn một ri SML, nói chung là SML đến 57kg. Nguyên lên luôn cho chị em mình con này luôn tặng 49k. Nguyên nói thật sự con này vài bữa nay bán 69k không có hàng bán rồi. Thật sự con này là bán 69k là không có hàng bán. Nhưng mà giờ nó lẻ sai lẻ số nè. Ờ, áo nam ấy. Lên luôn cho trẻ mình con này 49k nóp luôn. Trời ơi, con nào mà trẻ mình không mua không tiếc nè. Toàn bộ là quần bo. Chắc của nó là cốt tông chéo. Là trẻ mình biết xịn rồi. Nhá. 49k luôn, size 57kg đổ về là trẻ mình chốt đẹp. Túi sau nhá. Chị nào lấy cái này đây là mã quần 49. Xây M cho chị Phương Nguyễn. M Phương Nguyễn. Xây L cho chị Ngân Nguyễn. Nguyễn Phương Nguyễn. Cái này Ngân Nguyễn. Có xe S chị ở xây M nhỏ nhá. Có tông chéo nhưng mà lấy sai. 53 cho chị Kim Loan. 53 cho chị Kim Loan. Kim Loan nè. 57 cho chị Yên Mỹ Hồ. 57 cho Yên Mỹ Hồ. Rồi 50 quay đào xe S. 49k gọn luôn. Còn CS đấy, chị nào lấy CS lên CS lên thì size 50 đây thì cỏ dại. Size 50 cho chị cỏ dại. Hết rồi chị ơi, em nói chung là em lẻ là em xả hết. Chị nào mua rồi không cảm nhá. Giờ thứ có cái mà nhiều mã lắm luôn ấy. Cái gì chị em mình đâu phải về cái gì cũng lên hết luôn đâu. Nhiều khi là lên một ri, cái là bữa nào view ít là lên ri chị em mình chốt có mỗi con thôi. Hết sai là đâm ra nó lẻ sai. Trời ơi. Cái này giống kiểu quần sung mày, giống y quần gu ấy.
và quần gu phía nước của trước của nó là dạng bo này, lưng lưng thu phía sau nha. Cái này còn L này, XL này, dạng quần giáo sung 2XL. Rồi cái này quần công sở cột chung hết rồi, cái này quần công sở. Rồi lên lưng những này đuổi sung, đuổi sung dùng nguyên nhá, lên đuổi sung dùng nguyên. Tay 55 quay đầu, trời ơi. Em Phạm Hương, Phạm Hương tối nay có coi like không trời? Quần cột tông xe ấy kia hết rồi. Rồi lên luôn dùng mã sung size L 55, chị nào cao 57 phía sau hàng người ta may chằng đè rất là kỹ luôn, 49.000 size L luôn, 55 và cao 57. Sung cho chị Hà Nguyễn Song Long, Hà Nguyễn Song Long, Hà Nguyễn Song Long. Sung có XL này, này công sở luôn rồi. Rồi có được có con sung quần công sở rồi. Nhưng mà chắc con này á, giống như là chắc trượt cái công sở mà hàng trượt, không phải hàng vi tết nhá. Cái này nó mềm hơn, đuổi hết. Rồi lên luôn nhiều mã công sở size 55 quay đầu. Trời ơi, ai đâu rồi, Tiết Ngô, à quên, à, Khánh Huyên đâu rồi, công sở nè. Size 52, size 55 và size 58 đuổi hết rồi. Trời ơi, này chị em mình nhìn. Lên mã này là mã công sở, lên tặng luôn cho chị em mình luôn con này luôn. 59k đi. Hàng uni nhá. Size L, size XL và 2XL. Nha chị em mình 57, 58 chị nào cao lên được đến 60. Size L chị em mình 52 đổ lên. Chị Hành Nguyễn cái này có chưa xã? Chị Hành Nguyễn cái mã này có chưa? Có nam rồi. Size 62 để cho chị không 62 cứ không vừa. 58 cho chị lên Vương. 58 cho chị lên lên Vương. 52 cho chị Ngọc Hiếu này. 59k, 52 cho chị Ngọc Hiếu này. Ngọc Hiếu cái nó khác. Rồi cái này 55. Ai cho chị Ngọc My. Tại vì nhiều chị comment nhưng mà chị nào có số ký mới chốt được nha chị em mình, vì nó lẻ sai. Cho chị Ngọc My. Cho chị Ngọc My, Ngọc My, Ngọc My. Tại vì là nó có số đúng số ký mới chốt được, vì nhiều chị lên kêu là sao lên trước mà không chốt. Nhưng mà nó không có số ký. Thì hàng này giờ nó lẻ sai lẻ số ra rồi. Rồi tiếp. Lên xếp ra xếp thiết kế đúng không? Rồi lên xếp thiết kế luôn nè. Con sở mã đó em hết rồi. Rồi cái này thì là bao mắt mắt luôn. Xe 50, 52 đổ về. 50, 52 đổ về. Cái này còn được 3 set. Xe S hết. Đây chị em mình nhìn nè. Toàn bộ cái này là hàng thiết kế. Công sở 60 em hết rồi. 60 em hết từ từ nhé. Còn lẻ sai nhiều lắm. Nguyên lên sale dần dần đi. Chứ lên một thể không like nổi hết. Nhiều lắm. Lên áo nắng đi em à. Áo nắng nữ hả? À? Một lớp hay hai lớp? Loại nào? Phải lên rõ, nhà nguyên nhiều lắm, nắng nhiều lắm. Rồi lên luôn những này đã. Lên luôn cho chị em mình ít xếp này đã nè. Kệ chị không vừa người ta chốt. Gì trời? Chị không vừa thì người ta chốt, like cho một mình chị chốt sao? Chị nếu như mã kia mặc vừa. Mã kia mặc vừa thì chị lấy mã kia, nhưng mà mã kia chị lấy hết 3 màu rồi thì làm chị còn màu gì nữa mà chốt. CS nè. Nam phía sau à. Nam phía sau là 55k, 59k chứ. 59k con. Trời ơi. Set này là set thiết kế luôn dùng nguyên 79k nguyên đang còn size dành cho chị em mình 52kg quay đầu. Còn được 3 set một màu này thôi nè. 79k. Hàng này hàng người ta xỉ 125k đấy. Cái này là cao hơn hai lặp đi lặp lại vì nhắn mạnh luôn. Vì ở ngoài thị trường những cái mã này đang cũng đang rất là hot này. Nhưng mà hàng 125k giá nhập sĩ. Còn nguyên bán tặng luôn cho chị em mình cái mã này với giá là 79k. Cứ nhận thử con này về thử đúng như mình nói không? Thử có rẻ như là chị em mình nói không nè. Thực ra có đúng 3 set thôi. Lên luôn dùng nguyên mã này là mã 79k set. Còn đúng 3 set 79k đúng 3 set này. Thì nào lấy set lên set nha. Các mã set lên set. Đây cũng set không? Mã này đây gì nữa? Lên luôn dùng mã set nha. 1 cũng set luôn. Đây mã này đã thấy rẻ chưa? 79k luôn nè. Lên luôn dùng mã này là mã bướm. Bướm size 52 đổ về.
bướm size 52, cái này là cách đó lấy chị à? Rồi ok, em cảm ơn chị Phương Nguyễn. Lấy chị Thảo Sọc Nam 59k size 67 nè ba. Ok chị, cái này mình còn được 2 set cưu tay chưa? Trời này mà nhìn cái này thôi là đủ thấy mát rồi. Hàng này là hàng thiết kế nhá. Chị em mình cứ nhìn đi, về cứ từ đường kim mũi chỉ và từ đường bo, đường lưng thun này, toàn bộ hàng người ta may rất là kỹ luôn. 79.000 Vân Lan còn 2 cái. Chị nào lấy cái này lên cho mã bướm. Bướm hồng. 79k bướm hồng, size 52 quay đầu. Đây, 52 quay đầu bướm hồng. Riêng cái này còn hồng lắm chứ, có size L, có 2 con size S thôi. Có size L. 2 cái size S thôi. Hết, cái này không có size L đâu. Chị nào lấy S lên S còn 2 set, nhưng cái này thôi không cần quảng cáo nhiều nữa. Tại vì nhiều chị đã nhận được cái mã này rồi. Nha size S, ai 52 ký quay đầu tranh thủ phát hình như cộng này size S đấy rồi. Cộng này toàn bộ size S. S có à quên. Bướm hồng cho chị Nguyễn Thị Văn. Set này đẹp lắm nè, rồi em cảm ơn chị Mộng Thu Hồ. 2 set trong đó đó ba. 79. Set này thấy hỏi người ta bán 149k. Dễ sợ. Hồi xưa thấy bán giống giống như là Nguyên bán, cái Nguyên cũng kích vô thì những cái trang nó chạy quảng cáo ấy, là nó bảo chọn size SML xong bấm S vô nó tư vấn là 200-400 mấy đấy, thì xong cái sale xuống là còn 200 mấy. Dễ sợ không? Như chị chỗ chạy quảng cáo. Một lát cho em xíu. À cái này mã quần ngố ấy, size 52 quay đầu. 45k nót. 39k nót quần ngố. Chị nào lấy quần ngố lên quần ngố. Cái này cũng còn cả mã ướm này size S nè. Mã nâu xanh này size S này, chị nào lấy chốt nhé. Cái này nói chung là rất là nhiều khách đặt được rồi. Rất là nhiều khách đặt được rồi. Thế để lên cái này thử. Thế xe cho chị em mình hai lớp thì như thế nào. Ngố cho chị Thanh Lan Ngô. Thanh Lan Ngô. Mã như 39.000 phải. 39.000. Lên xe nó con này nhé. Nhưng mà riêng giờ là chị nào chia sẻ chốt nha. Riêng chị nào chia sẻ chốt nha. Hàng này sẽ 89. Còn từ này con. Hàng này Nguyên đang sale vậy mà là 89.000 hàng 2 lớp. Thứ 60 đổ về. Còn từ này con. Tặng nốt luôn cho chị em mình luôn. Nhớ luôn dùng là 2 lớp. Toàn bộ size XL. Bộ Nguyên đang mà 85 chị Lành ơi. Bộ em đang mà 85 nha. Rồi chốt lên luôn dùng mã này là mã tặng 2 lớp luôn dùng Nguyên hàng công ty. 2 lớp. Chia sẻ nhá. 79k luôn đi. 79k luôn cho nó gọn. Hình như chắc là còn được tiền này con. Lên 79k luôn dùng nguyên size XL hết. Chị có hai cái này mà chị xem lơ xem lui xem tới rồi ngửi. Đây thôi. Như thế này thôi chứ còn xem cái gì nữa. Không có một lớp à. Một lớp á, một lớp em còn cái gì ta. Một lớp là còn thun cách tông. Một lớp là còn thun cách tông. Đây như thế này thôi chứ còn xem gì nữa. Còn cái gì nữa mà xem, có hai mã chứ có nhiều mã đâu, có một màu thôi, hai kiểu thôi. Rồi lên luôn dùng mã tặng hai lớp luôn dùng nguyên size 60 đổ về. Chị ơi, không chốt cho chị nào, không chia sẻ. Không phải đen. Có hai cái chứ mấy. Xanh đen không có đen đâu chị ơi. Xanh đen không phải đen đâu chị Nguyễn Hạnh ơi, để ý luôn dùng nguyên. Hai màu xanh đen nè. Nha. Hai màu xanh coban, một cái màu hồng. Tặng nốt luôn cho chị mình 79k. 79k. Áo hai lớp mà tặng 79k là chị em mình biết độ rẻ rồi. Còn từng này con, lên luôn cho nó gọn. Không chia sẻ không chút. Không chia sẻ cái để đấy bán thôi, 73k. Áo này 73k vừa. Một hồng một xanh cho chị Hồng Nguyễn. Hồng đây còn xanh gì, xanh than với xanh Hồng Nguyễn đó nè. Nguyễn Hạnh nè, xanh gì, xanh coban hay xanh than trời ơi. Lên rõ mã. Hồng em hết rồi. Hồng em hết rồi. Không chốt cho chị nào không chia sẻ. Khách cũ khách mới gì cứ không chia sẻ là không chốt những cái mã này. Nắng hồng hết rồi. Còn xanh thôi. Mã này mã khác, không phải mã gu. Không phải mã gu nha. Không phải mã gu. Mã gu là 139.000. Chị em mình chốt trên live sale. Chị em mình chia sẻ 139.000. Chị vi phạm không chia sẻ. Một xanh thang cho chị Kim Chi Hồ Thị. Kim Chi Hồ Thị còn xanh cô ba. Xanh đen hết rồi. Cái này size XL, size 60 đổ về.
em thấy rồi, em đang sắp sắp được mấy cái em lên mắt. Còn xanh đen thì sao? Còn xanh đen thì sao? Ai chốt xanh đen lên xanh đen đi. Ai chốt xanh đen thì chốt đi. Còn được mấy cái con xanh đen nữa. Xanh đen cho bé Phan 60kg à. Sẽ XL hết. Màu hồng em hết rồi. Không có chị ơi. Ê, thế còn con này xe 55 quay đầu. Nguyễn cái đồ xanh gì đó. Không rõ xanh gì, thôi không chốt. Mất công chốt xong rồi bỏ ra này mất công. Rồi em cảm ơn Dương Nguyễn Duyên nha. Rồi lên luôn dùng cái này. Còn nắng bé nữa chị em mình thấy không? Xả luôn. Còn ít cái gì là nguyên bán hồi rồi, còn ít nhiều cái mình bán lỗ luôn ấy. Cho nó gọn mã. Cái gì đó cho nó dứt luôn. Rồi nha, đây nè. Chị Thanh Trúc không chia sẻ. Cái này có cái size 55 đổ về nè. Xin Thu lấy không? Nó rẻ quá. Hai lớp mà còn rẻ hơn một lớp mà. Này. Hàng công ty nhá. Đấy, chị nào lấy cái này. Riêng lên luôn cho dễ mình. Cái này là 79k luôn đi. CL. CL 55kg quay đầu. Rồi nhá. Chị Kim Anh không chia sẻ không chốt. Riêng áo chống nắng chị chi chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Còn chị nào không chia sẻ bỏ qua nha. Không nhắc đi nhắc về nữa nha. Ông chia sẻ là bỏ qua. Chia sẻ đi. Rồi lên luôn cho chị em mình tặng mã này nè. Trời này đi hai lớp nó sướng chị em mình. 50 thôi em. Vi phạm là một lớp xanh coban và xanh than. Xanh than được với xanh than là vi phạm. Một lớp xanh gì có. Xanh đen. Cái này hai lớp à? Hai lớp hết đấy. Cho chị Phương Lai xanh đen CL. Phương Lai xanh đen CL. Phương em chỉ lên cho những chị nào chia sẻ. Phương Lai. Chị nào chưa có đơn thì chịu khó lên cả thông tin trên like luôn giùm em nhé. Cố gắng lên cả thông tin trên like luôn giùm Nguyên. Giờ lên nha, rẹt để lên được nhiều mã nhé. Sale được nhiều mã, sale cả mã bộ, mã đồ rồi nhé. Rồi nè, nắng nam có. Rồi lên. Chị nào chưa có, cái này cũng còn được từng này con. Cái chị nào không chia sẻ cứ để đấy thôi. Vì giá 79k nó quá là rẻ cho một con áo hai lớp mà. Nên là chị nào không chia sẻ cứ để hàng đấy thôi. Không chốt nha. Rồi lên luôn dùng cái mã này nữa. Ok Vi Phạm. Tặng luôn một mã nữa, hai lớp nữa. Rồi lên luôn dùng mã tặng. Cái nắng. Nắng mướt một lớp lượng gì đó. À một lớp không có chị Vi Phạm ơi. Một lớp không có nha. Rồi một mã nữa sẽ 60 đổ về. Phương nói là chưa bao giờ. Cho chị Linh Vương. Hai lớp xanh của ban cho chị Linh Vương. Kim Chi Hội Hội biết số điện thoại rồi. Làm gì cho số điện thoại gan nữa. Rồi lên luôn dùng cái này. Thế tặng hai lớp luôn. Kèm một cái khẩu trang luôn. Tặng nốt luôn cho chị em mình chia sẻ lên luôn dùng nguyên nhá. Xây 60 đổ về. 60 đổ về là chị em mình chúc đẹp. Cái này nè không thích rồi chị em mình. Cái này nó có cả nút bóp. Không có lanh dài, lanh ngắn thôi. Cái này là lanh ngắn thôi. Hàng này người ta bán một ngắn này là phải 125.000 không? Đợt bữa là Nguyên đã mua một con này với giá 125.000 con. Nắng hai lớp luôn dùng Nguyên nhá. Giờ tặng luôn cho chị em mình luôn nè. Tặng luôn, thích không thích thì bật lên như thế này nhá. Hai lớp lanh, nhớ luôn dùng hai lớp không phải một lớp nhá. 69k em luôn. Chưa bao giờ có giá này nó thật sự luôn. Năm nay thôi. Từ từ chị 50kg vừa. Em 50kg đây nè. Mang vô tư hết, đến 60kg khách nhà Nguyên cũng mang được. Đến 60kg vẫn mang ok. Đây, tay của nó là như thế này nè. Chị em mình ưng thì chị em mình mãi lên như thế này thôi. Đấy, đi ra đường này. Chốt mã này, lên luôn dùng 69. Cái này nó có nhiều họa tiết nha chị em mình ơi. Nói chung là nền của nó là nền màu đen và màu xanh đen hết. 69k một con. Hôm nay nói thật sự là nó quá là rẻ luôn. Nha chị nào lấy cái này lên cho mã tặng lanh. Lanh thì mang mát rồi. 69k con, hai lớp cho chị 10 lê con đây bà này. Ai lấy lanh hai lớp lên lanh hai lớp luôn dùng nguyên giá 69k con. Kèm khẩu trang. Nhớ luôn dùng hai lớp phải một lớp cho chị Nguyễn Hạnh cái. Nguyễn Hạnh cái. Yến Nukin cái. Yến Nukin cái. Nói chung là cái này thì chị em mình không chọn họa tiết nhé. Lưu ý luôn dùng nguyên cho chị Hải Trang cái. Cho chị Sương Thu cái. Rẻ, nó thật sự rẻ quá. Rẻ, chị em mình cứ lên luôn dùng mã này là mã 69k đi. Là lanh hai lớp, đây nè. Bằng người ta bán cho chị em một lớp chứ mấy.
Mà trời nắng này chị em mình đi ra ngoài đi một lớp đi chịu không nổi đâu, nó rất là sát da. Đây chị em mình nhìn nè. Nha, toàn bộ là hai lớp. Tiền công may ở đâu? Rồi tiền vải ở đâu mà bán gì em, con này chỉ có 69.000. Chị Sara Phan chia sẻ lên luôn giùm em chị ơi. Nha, một size. Một size. Cố gắng chia sẻ lên luôn giùm Nguyên vì toàn bộ giá này là Nguyên bán tặng rồi. 69k nốt luôn. Chị nào chưa có cái này lên cho mã tặng Lan hai lớp. Tặng Lan hai lớp. 69k. Nhiều nhiều. Hả? Chị Sara Phan chia sẻ rồi kìa. Chúc luôn cho chị Sara Phan kìa. 69.000 thôi. Cái này nè. Ờ, cái mua cũng được. 60 chị Nguyễn Hạnh. Một size tôi chờ. Cái này khách nhà Nguyễn 62 cái vẫn lên lấy mang đấy. Vì nó quá là rẻ, trẻ mình có thể dạo so sánh ở ngoài thị trường. Thì là Nguyên không biết năm nay như thế nào, chứ năm ngoái là mua là 125.000 con. Năm ngoái là mua nắng lanh hai lớp, ngắn là 125. Còn ở ngoài người ta bán nắng dài lanh hai lớp là 108, đúng không? Chị em mình đã mua được giá đó rồi. Rồi nhé, qua nhé. Qua nhá, lên cái gì đây? Lễ này bán tặng cho chị em mình hết luôn. À, hồi nãy vi phạm là hai lớp á. Cái cô Hương. Cô ba, xem thang, còn xem thang không? Ê. Hát xem cô ba rồi. Hai cái. Không mà. Ừ. Hai lớp. Hai lớp đấy. Cho cô Hương chia sẻ lên giùm con, cô Hương ơi. Cô Hương chia sẻ lên giùm con rồi. Mã đã 79k luôn. Rồi. Tiếp luôn cho chị em mình một mã nữa. Cặp này còn lẻ à. 29k. Con này là quần ngố rồi. Ngố rồi. S. S với M thôi. SML 55 quay đầu. Hello Trang Thùy. Em sắp đi ngủ rồi, Trang Thùy mới vô like. Rồi lên dùng nguyên cái mã này. Chốt lên mã ngố. Này muốn like tới mấy giờ? Chị em mình muốn like đến mấy giờ? Lên luôn dùng bạn ngố. Nguyên ơi, còn ngố xe lớn không? Còn chứ, cái này đó chị ơi, 62 cái bạn mang được nè. Dạ, một màu hai họa tiết. Một màu và hai họa tiết. Rồi lên luôn dùng nguyên cái mã này. Ngố xương thu lấy xe S này. Cỡ em lấy xe S thôi. Cỡ em lấy xe S nhá, cho xương thu. Xương thu xe S. Nãy ngố bao nhiêu tiền ta? 29k à? Bao nhiêu máy ta? Ngố bao nhiêu máy trời? Sale rồi không lại hố. Mỹ Yến Mỹ Hồ đây nè. Yến Mỹ Hồ. Coi thử. 29k. Trời ơi. Yến Mỹ Hồ tưởng hết rồi. Yến Mỹ Hồ cái CL còn một S một M thôi. CS cho nhà Thái. Không còn xe 52 quay đầu đâu. CM cho chị Vi Thục Lê. Hết nhá. Vi Thục Lê. Thiệt. Bán 29k thiệt. Hết rồi nha. Vi Thục Lê. Rồi con này xây mấy? Tay chị em 62 quay đầu. 45k nó. 45k ngố nguyên hết nhá. Ngố nguyên hết rồi. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Mã này. Chốt lên mã này là mã 3XL dùng nguyên. 45k con này dáng của nó là dáng dài. Chốt mã 3X. Chị nào lấy 3X lên 3X luôn dùng nguyên nhá. Lên mã 3X. Ai lấy 3X lên 3X chút nguyên. Ngố nguyên hết rồi nha. Chốt lên mã 3X. Con này cậu cũng không sợ nữa rồi. Không sợ nãy sale ra mấy kìa. 3X cho Linh Vương. Không sợ nãy sale ra mấy. Không sợ à. Nãy không sợ sale giá mấy. Không sợ ra sale giá 59. 59k à? Rồi công sở 59k. Càng sai luôn dùng nguyên nhá. Còn sai đến 57, 58 cái đổ về. 57 SML XL 2XL. Chút đến 57 thôi. Nha chị nào lấy công sở 59 lên công sở 59 luôn dùng nguyên. Thì vì là thường hàng này là Nguyên chạy Nguyên lên luôn cho vậy mà là giá 79.000. Cái này cũng công sở. Ờ đặt khác. Thì là bình thường Nguyên lên luôn chị em mình giá 79.000. 62 không vừa đó chị Thanh Lan Ngô ơi. Chị có đen. Chị có đen đen. Đen đen á. Là áo. Đây là đen, 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 đen. Không biết.
57, 58 ký đổ về bao giờ lên luôn chạy mình 59k nhé. 59k luôn Dường Nguyên. Chị nào lấy cái này lên luôn những này. Công sở 45CS cho chị Đoàn Dung. S Đoàn Dung size 2 cho chị Nguyễn Thị Ngọc Lành. 2 Nguyễn Thị Ngọc Lành. Còn còn size 55 quay đầu thôi. Còn 55 quay đầu thôi. Không lên size làm sao không biết thì chốt. Chị Minh Kim Phạm 58 ký hết. Còn 55 đổ về thôi. 55 đổ về, chị nào lấy 55 đổ về lên 55 đổ về luôn dùng nha. 55 ký đổ về thôi. Cái form này format ghi. Format ghi gấu là gấu lẹt này. Người ta bán cho chị em mình những con này. Hàng này cũng không biết là lên 75 hay là 69 gì đấy. Mà sale gọn luôn. Hàng đợt bữa rồi. Nó còn lẻ, hàng lẻ nguyên chất đóng luôn ấy. 50 cho chị Vi Phạm. 50 cho chị Vi Phạm. 57 hết. Lên đồ bộ á, đồ bộ chồng xíu. Cái gì đồ bộ đâu có thiếu đâu. Nhưng mà nguyên mục đích là nguyên đang lên để xả những cái hàng lẻ này. Toàn bộ là xả lộ hết. Còn hai cái chị nào lấy chốt nhé. Bộ mà thấy lên bộ ngố rồi chị em mình có chốt đâu. Thấy lên bộ ngố rồi chị em mình cũng im ra im ra có chốt đâu. Không lại mất công lên. Rồi lên cả bộ gì đấy. Lên cả bộ ấy chị em mình có chốt đâu. Còn gì đấy theo luôn. Bộ thơ thích ăn này. Bộ Lan Mina này. Lan Nhung Mina đang còn 2 này. Lan Nhung Mina Nguyên đang còn 2. Nắng già 2 lớp em đang không. Lan Nhung Mina Nguyên đang còn 2. Lan Nhung Mina 75.000. Cái này đây trẻ mình 69.000 luôn. Rồi từ từ chờ em xíu. Nam phía sau là 50 mấy nghìn. Từ từ chờ em xíu. Cái chập cũng lên luôn cho em mình qua mã đồ đùi đi. Chị em mình phải ấy với chị em mình. Ví dụ như theo chạy theo yêu cầu của chị em mình. Cuối cùng chị em mình đặt có chốt đâu. Rồi lên mất công rồi xếp lại. Nhưng mà làm biến đó. Lan Nhung Mina nhá. 69k rồi. Nha. Hàng này Quân đang sale 75k này. Lên 69k. Chị nào lấy cái này lên. Nhớ luôn dùng nguyên là hàng này hàng công ty nè. Hàng này đã có xử lý độ co hết rồi. Bộ Lan Thái này. Lan Mina này. Đấy lên luôn cho chị em mình cái này 55k. Chị em mình nhìn cái văn này. Ở trong này lớp trong của nó này. Chị nào lấy cái này lên chân mã cam. Size 2X nhưng mà chị em mình 57k qua đầu là chị em mình chốt đẹp. 57k qua đầu là chị em mình chốt đẹp. Lên luôn cho trẻ mình luôn. Nhá mã này 69k, 69k Lan Nhung Mina. 69k nhá, mình còn hai bộ. Một bộ nhí cam. Và một bộ nói chung là hai bộ màu cam hết. Hàng này là hàng Lan Thái này. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã Lan Nhung luôn dùng nguyên nhắn. Tặng gọn 69k. Được chưa? Chị nào lấy thì chốt. Chị nào lấy thì chốt nha. Đấy chị em mình bảo lên bộ rồi lên bộ chốt đầu. Chút đâu mà cứ kêu lên bộ. Con này lên chương mã chấm bi 45k nốt luôn. Chấm bi size 52 quay đầu 45k nốt. Chắc của nó là dòng đuổi xước. Đuổi xước nhá 45k luôn đi. Còn được 2 con. Size 55 quay đầu. Chị nào lấy xanh ngọc. Dội lại không nghe giá chi hết. Có một mình chị không nghe thôi. Người ta vẫn nghe bình thường. Chốt lên luôn Dũng này. Người ta dùng điện thoại để chốt đơn. Chị bảo tắt điện thoại làm sao chốt. Chốt lên luôn những mã này là 45k. Được 2 con chắc là đủ sức. Xe 52 quay đầu là chị em mình chốt đẹp. Nha đúng 2 con thôi. Lên mã 45k. 45k nhé. Chị nào lấy mã 45 lên mã 45 luôn dùng đúng 2 con. Rồi chân váy chữ A. Chân váy chữ A nhưng mà chắc là còn xe nhỏ rồi. Còn xe nhỏ rồi. Xe 50 quay đầu. 50 quay đầu. 40 cho Yên Lê. Không có cái điện thoại nào mà Nguyên mở tiếng hết. Cái nào không có cái nào mà mở tiếng mà bảo dội hết. Cái do điện thoại của chị như thế nào. 45 kìa ba. Yên Lê kìa ba. Yên Lê kháng mã 45k.
Chăn váy chữ A. Chăn váy chữ A. Bán tặng luôn cho chị em mình con này luôn. Size này chị em mình 50 quay đầu chị em chút đẹp. Lên mã A. 39k gọn luôn hay. 39k luôn. Lên nót 39k còn con, toàn bộ ở trong có quần hết. Lên luôn dựng mã A39 size M. A39 size M. A39 size M. A39 nha chị nào lấy A39. Rồi con quần giãn chéo. Quần này là quần giãn chéo. Nguyên nói thật sự là con váy này mở thử xem bộ. Bộ dài chị ơi. Không nhá, giờ em like cái gì chị em mình. Ok chị em mình chốt thôi. Giờ đi mở từng cái ra chị em mình nhìn xong chị em mình có chốt đâu. Mất công. Cho chị Ly Kha Kha. Ly Kha Kha con hồi nãy ba. Rồi lên luôn dùng cái này chắc của nó là giãn chéo mang bao sướng luôn 55 quay đầu. 39k nót luôn. Này chị em mình nhìn. Chắc này. 39k. Không, em không lên. Còn nhưng mà em không lên đâu, giờ nó lẻ tẻ tùm lum à. Lên luôn dưỡng mã này là mã giãn chéo. Bán tặng luôn cho chị em mình con này luôn, giá 39k size 55 quay đầu. 55 quay đầu, cái này còn 2 con, mã này mã 45k 39 cho chị like lên. À, cái này đang còn 2 con. Ôi 3 con. Tất cả màu xanh lạ này nữa nè. Cái này chắc của nó là Boris. 39 hơn hết rồi. Con này chắc của nó là Boris, size chị em mình 60 62 chị em mình chốt được. Nhá, chốt lên luôn dùng nguyên cái này. Giãn chéo em hết rồi. Này, hơi bị nhào xíu. 45k 3 con, màu đậm, màu nhạt và màu xanh. Giãn chéo con hết rồi chị ơi. Giãn chéo ra sót được con chứ mấy. Đậm, nhạt. 45k. Con này chắc của nó Boris, chị em mình 60 62 chị em mình mang ok luôn. Nha, chị nào lấy cái này. Xanh, xanh 39 làm gì còn trời. Xanh 39 mã nào còn. 45 lên màu luôn giùm em đi. 45 3 màu mà chị em lên 45 xanh cho trang hồ. Màu đậm, màu nhạt. Chị em mình phải lên cái màu chứ không có màu không biết đường mình chốt. Còn xanh lại em hết rồi. Màu đậm nè, màu nhạt nè. Hai cái thun này cho chị Thanh Trúc. Hai cái này hả? Chị Thanh Trúc hai cái. Rồi xong. Hai cái này chị Thanh Trúc rồi tiếp cho chị em mình cọc mình. Cái ba chỉ nè. 45.000. Còn cái ba chỉ cái xanh kia. Ba chỉ nè. Cái xanh này 45 à ba chỉ nè. Cái nó xanh lại hết rồi. Này mà giờ bán tiếp này. Để dành đi. Tiếp lỡ đang sale cái guồng 4955 này tiếc lắm. Không, cái này cột lại nhá. Bóc ra định sale rồi đây. Bây giờ áo nào từ từ. Có màu trắng không chị? Ta sao? Coi cái cọc bên đó, quần cọc kia màu trắng đó sao? Bên kia kìa. Sơ mi đó. Sơ mi luôn rồi. Cái cao tiếp tập cọc nữa. Cọc dưới cọc sơ mi là cọc kia đó. Áo xuống rồi. Cọc kia đó. Cao tiếp nữa. À, vứt quần nào cũng được còn mấy con. Rồi, tiếp đây. Chữa cái quần màu kem đó luôn. Đó. Rồi. Đây, bán tặng luôn. Xong. Sao ra tội. Đau phải xuống đâu. Thấy mà thương đúng không? Phải like không đâu. Like xong rồi còn lên đơn nữa. Đi giật không. Like xong rồi còn lên đơn nữa. Đau phải xuống. Hồi xưa đi làm còn tuần còn được nghỉ 2 ngày. Bữa nay là làm bắt kể, không kể thứ bảy, không kể chủ nhật. Thường là thứ bảy chủ nhật càng phải làm nhiều hơn nữa. Size này 50 57 đổ về. 57 đổ về nhá. Lên luôn dùng nguyên cái này. Giống ở nhà mà ở nhà hơn năm là đi mấy tuổi luôn ấy. Rồi chốt lên luôn những này. Tiền nhiều em mà thôi. Giờ theo vùng rồi. Giờ ở nhà rồi, xác định ở nhà rồi phải làm. Chứ mệt lắm, cực lắm chị em mình nữa. Rồi lên luôn dùng cái này. Có 4 cái, 45k luôn. Size 57 đổ về. Áo nam phía sau là 55.000. Khi mua từ 2 con, mua 1 con là 59.000. Trước mặt đây hồi nãy giờ chị em mình hỏi quần đen.
lên luôn cho chị em mình mặc quần đen, mà cơ bản không phải là sơ rơ nữa, mà là cái tóc này nè mới gội xong ấy, mà tóc nguyên nó ấy lắm, gội xong rồi nó bung lên, nó tóc con, tóc trước thì là nó sáng sáng sáng, cứ ra tóc con là nó sáng. Làm chủ đã quá à, đã chi nổi. Rồi lên luôn giường này 45k nốt luôn. Có ba con à, bốn con. Size này là size 57 quay đầu CL nhé. Chị nào lấy cái này lên mã 45k được ba con. Ai lấy cái này, con này chắc của nó là đuổi xước. Đuổi xước nhé. Tóc nguyên mà gội xong á là nó sơ lên mệt lắm. Như kiểu như cái con người khổ kìa. Rồi nè, ai lấy cái này lên mã 45k, còn ba con màu đen. Bốn con màu đen. 45k, chị nào lấy mã 45 lên 45. Ủa chứ cái quần công sở hồi nãy giờ chị em chưa chốt hết đó. Còn được hai con này. Quần công sở được hai con. Chị nào lấy quần công sở lên quần công sở luôn dù nguyên nhé. Quần công sở. Đủ xước 50 ký không? Không. Còn được hai con quần à. Mình đỡ rồi lên. Lên cái sọc lại. Có tông kéo này sale nó luôn cho chị em mình là 45k. Alo, 49k. 45 cho chị bông trần kim anh kìa, màu đen ấy. Bông trần kim anh kìa. Như nhau vậy. Như nhau hết, còn CL hết. 75 cái này 75 cái vừa, 75 cái có size mà. 75 cái cũng có size. Rồi chốt lên luôn những mã này. Cái này chắc của nó là có tông chéo hồi nãy nó nè. Size 57 nè. Size 52 nè. Hai con. 49k. Trời ơi. Size 49k nhé. Quần này, quần của nó là chắc của nó có tông chéo hồi nãy nhiều chị chưa được nè. CL 57 cái độ về, chắc sướng lắm chị em mình ơi. Chị em mình cứ vào mùa nguyên bán cho chị em mình chạy. Không chị ơi. Không nhá. Con này size 57 cái độ về CL, chút mã 49. Con này con chắc của nó là có tông chéo nha. Một con đen CL. Chị nào lấy đen CL chút. Em còn váy chữ A không? Từ từ để em coi đi. Bóc tới đâu lại tới đó đi. 52. 52 đang cho chị Bảo Vương. 52 cái chị Bảo Vương, còn con 57, 57 cái 49k này chà, 49k. 49k. Con này cũng 52 con 55. Đây là chị em mình đây. Cái này chị em sẽ nhìn rõ được cái đường kim mũi chỉ của nó này. Đẹp lắm luôn ấy. Chị em mình nhìn cái phần bo quần. Hàng này hàng xịn, ở trong của nó là quần này. Đồ bộ mà lên bộ gì thế, lên bộ chị em mình có chốt đâu, mất công nguyên lôi ra rồi phải xếp lại nữa, mệt lắm. Áo polo 70kg có chị ơi. Cái này là size 55kg quay đầu, chị nào lấy kem 49k gọn luôn nè. Tiết định để lại vài bữa xem, vài bữa xe rồi. Kem cho chị Ruby Nguyễn. Kem Ruby Nguyễn. Rồi chốt tiếp luôn dù nguyên nè. Chị ơi, nếu như mà chị chốt đơn ấy, chị lên hẳn thông tin trên live luôn dùm em. Có quần nam đùi hai dài không chị? Có chị ơi. Rồi. Hồi nãy em bốc lên mấy con rồi nè. Để xíu em lên luôn. Rồi chốt lên luôn những này 45k luôn, size 62 đổ về. 62 đổ về, cái này còn một con. Chị nào lấy cái này luôn chung mã 45. Size 62 đổ về, size 3XL. Chốt lên mã 45k, chị nào lấy mã 45 lên mã 45 thì nguyên nhá. Chà ơi. Bộ lửng 60 đổ về. 60 đổ về toàn bộ theo hoa cúc nè. 60 đổ về, bộ này là bộ Thái nè chị em mình nè. Đây luôn dùng mặt cúc đỏ 85k luôn. Riêng nam không có. 50kg rộng lắm chị Phương Lai ơi. 60 đổ lên, 80 đổ về, còn 50 nó rất là rộng. Rồi chốt lên luôn dùng mặt cúc. Đúng rồi, có hai kiểu đó chị Nguyễn Thảo ơi. Hai kiểu đó, một màu trắng và hai kiểu. Rồi lên luôn như này 60 đổ về, mang form là form là sẽ là quần ôm 85k. Chị nào lấy bộ này lên luôn chân mã cúc luôn dùng nguyên nhá. Bộ nào bộ có tông thái. Quần nam từ từ đi chị em mình.
ai lấy cốc lên cốc luôn dù nguyên nhá. Đây bộ đây, chị nào chờ bộ thì chúc bộ đi nha. Cốc chị nào lấy cốc lên cốc, rồi tiếp luôn dù nguyên cái này, toàn bộ cái này có tông thái. Trà ơi, xe 55 đổ về, đổi qua cho chị em mình mã này cho chị em mình thấy được cái phone có cái màu gì, khác cái màu này. Rồi chờ một xíu nhé, đi thay cho chị em mình một mã bộ đây. Rồi lên luôn dùng cái này, 55kg đổ về. Quần em còn rất là nhiều chị ạ. Còn rất là nhiều luôn. Size 55 đổ về. Toàn bộ trục hết nhá. Trục này là trục theo hết, 55 đổ về là chị em mình chốt ok. Quần lên luôn cho chị em mình mã này. Màu bò, màu bò đây. Màu bò chị Kiều Anh. 55 đổ về cho chị Kiều Anh. Theo hết nhá. Đây theo này, đây theo này. 85.000. Bộ đang mang cho Kiều Anh. Rồi lên cho mã cái Mickey màu hồng, 55 độ về nha. Chị nào lấy Mickey hồng, lấy Mickey hồng. Quần là quần lửng. Bộ này là bộ cốt tông thái, quần lửng và bo, bo như thế này nè chị em mình. Rồi nha, lên luôn những mã này. Comment mã Mickey hồng, 55 độ về là chị em mình chúc đẹp. 85k. Còn một hồng này, một đỏ đô này. Thế có từng này còn. Có đúng 3 bộ. 3 bộ thôi, một hồng nè, một đỏ đô nữa là hết nè. Mã này lên luôn chị em mình là mã 85.000. Chị nào lấy mã 85 comment lên mã 85 luôn dùng nguyên nhé. Tưởng đâu có nhiều. Ai ra là bóc ra live, bóc ra xong cái có 3 bộ. Rồi tiếp cho chị em mình bộ nè. Trời ơi, ai nhanh tay có size 62 đổ về. Toàn bộ là theo hết. 62 đổ về và toàn bộ là theo này. Lên luôn những mã này là mã 79k. Theo chữ nhá. Chị nào lấy cái này lên nhanh tay luôn những này nè. 79k, chị nào lấy 79k lên 79k luôn dùng nguyên. 79k nhá, quần nam đây có 3 con. 79k, chị nào lấy 79 lên. Tương tác đi chị em mình ơi, chị em mình hỏi bộ ấy, cái lên bộ chả thấy nói gì hết. Lên bộ chả thấy ai nói năng gì hết. Mất công đi thay. Bây giờ cứ sẵn cái gì có sẵn thì luôn lên rất cho nó khỏe đi. Rồi tiếp luôn những này. 79k luôn này. Xây 60 đổ về, toàn bộ bộ này là bộ cốt tông thái, theo hết toàn bộ này. 79k chị Anh Trần. 79 vàng. Theo hết xây 60 đổ về. Nha, chị nào lấy cái này luôn cho mã 79 vàng. 79 vàng. Chốt mã 79 vàng. 79k đây còn con. 60 đổ về hết nha. Có chị ơi, có chị Thanh Trung nhé. Giờ em không chạy theo yêu cầu của chị em mà nữa nha. Lưu ý luôn dùm Nguyên. Chị nào Nguyên lên đơn, chị nào chốt được cái gì chốt, không chốt được thôi nha. Rồi chốt lên luôn dùm mã này là mã chữ. Comment lên chữ luôn dùm Nguyên nhé. Chữ 79.000. Toàn bộ cái này chắc của nó là cốt tông thái. Ai lấy chữ lên chữ luôn dùm Nguyên 79. Chữ 79. Rồi cái mã quần nam này là mã quần nam xịn 85k, còn ở từ này con. Xây 62 đổ về. Chữ cho anh Trần. Chữ màu chi? Chữ màu chi? Màu cam à. Màu cam hay là màu gì? Màu cam hay màu vàng, lên đúng xa, đúng màu luôn dùng Nguyên. Cam anh Trần nãy bao bộ rồi. Rồi lên dùng mã quần nam xịn xây 62 đổ về. Có màu xám và màu đen, còn đường này con 85k. Quần nam xịn, chị nào lấy quần nam xịn lên quần nam xịn luôn dùng nguyên, còn xám và đen.
Cây 62 đổ về là chị em mình chốt đẹp. Vàng đấy, vàng đấy. Dạ chị ơi, 59k con, chị em mình mua từ 2 con còn 55k con. Rồi lên ứng dụng mã nam xịn, cái này còn từng này con thôi. Cam cho chị Nguyễn Trâm. Cam Nguyễn Trâm. Rồi chốt lên giúp Nguyên cái mã này. Nguyên lên luôn cho chị em mình giá 85k, size 62 đổ về. Toàn bộ cái này văn nổi hết. Theo chỗ này. Quần nam cho chị Hạnh Nguyễn nè, Hạnh Nguyễn nè. 85 chị Hạnh Nguyễn, toàn bộ size L hết nhé. Còn bộ xây lờn, còn bộ đen, còn xám, con từng này con là hết rồi. Chốt mã nam xịn luôn dùng Nguyên nhé. Nguyên lên luôn cho chị em mình là giá 85k à con. 85k à con. Con nói thực sự, con nói là con này là bao rẻ rồi. Xịn sò. Không chị nhé. Hai túi hai bên đều có hố kéo và không có túi sau. Không có túi sau nhé. Nè, túi cực kỳ sau. Và có khóa kéo hết. Nguyên còn màu đen và màu xám. Đen và xám, chị nào chưa có thì lên luôn dụng mã này là mã 85k. 85k, ai chưa có thì chốt nốt luôn dụng Nguyên nhé. Theo nốt luôn cho chị em cho nó gọn đấy. Cặp này là chân váy chữ A này. Cho Phan Ngô. Cái Phan Ngô cái này. Phan Ngô cái này. Bữa nay mấy cái Facebook này nó toàn nó gửi mấy cái link chi chi á. Link chi mà tùm lum á. Rồi đây cái cọc này có quần, có váy A nè. Cái A nhưng mà toàn xây nhỏ thôi. Cái A nhưng mà toàn xây nhỏ. Ủa, cái này toàn 3 con. Rồi lên luôn những này đi. 1, 2, 3. Lên mã 70 luôn đi. 3 con nhé. Xây 55 quay đầu. Chốt mã 70, 3 con nốt luôn. Chị nào lấy 70 lên 70 luôn dùng nguyên 3 con. 3 con 1 tím, 1 ca, 1 hồng. Size này dành cho chị em mình 55 quay đầu là chị em chốt đẹp luôn dùng nguyên dòng này dòng bưởi lụa nhé. Đấy. 70k 3 con, chị nào lấy mã 70 đi 3 con luôn đi cho nó khỏe. Chị nào lấy 3 con lên 3 con lên mã 70 nhé. Chốt lên mã 70. Thế còn 2 con CS 48 quay đầu. 48 quay đầu 70 cho chị Anh Trần. 3 con này xả nè. 3 con áo này 70 cho chị Anh Trần. Rồi lên luôn dùng nguyên cái mã này. Size 48 quay đầu còn 2 con hồi nãy xem con này bao nhiêu tiền. 70k 3 con, phải 1 con trời ơi. 3 con chứ 70k 3 con, 1 con thì cắt cổ người ta. 3 con. 70k hết rồi. Cái mã áo mình còn ở đâu ta? Lên combo 70k 3 con lên đi cho nó gọn nữa. Còn được mấy con? Ba con cho ai nữa bà này? Đây ba con cho ai nữa này, đây một con này. Đây. Đây hai con này. Đây ba con. Không đủ, còn hai màu thôi. Còn được hai màu thôi. Còn được hai màu thôi. Con này dòng nữ lụa mà chị em mình để ý không phải là như hàng gấp người ta. Người ta bán đó là chất của nó là chất TC. Còn nguyên chạy luôn cho chị em mình dòng nữ lụa. Nha, cái này mang như là không mang đồ ấy, nó nhẹ lắm. Cái này cũng còn tím với hồng thôi. Xe 55 quay đầu. Chốt mã 50 hai con. Để cái gì chị ơi? Để cái gì? Hồng tím cho Hiền Dương. Đi đâu rồi xã? Từ từ chị em mình nhé. Cho Hiền Dương. Hiền Dương nè. Thanh Trúc nè. Hiền Dương, Thanh Trúc với lại Kiều Anh như có rồi. Hiền Dương, Thanh Trúc và Kiều Anh. Hiền Dương, Thanh Trúc và Kiều Anh. Rồi ok, 50k 2 con.
chị em mình đang còn mỗi màu hồng. À Hiếu Dương. Hiếu Dương ok. Hiếu Dương. Hiếu Dương 50k. Tương lai còn được màu thôi. Thanh Trúc. Ai nữa hồi nãy mới đọc xong. Đầu óc bữa nay chán lắm chị em mình ơi. Mới vừa đọc xong chứ phải đâu. Em coi chờ em xíu nè. Em còn mỗi màu hồng thôi. Em còn mỗi màu hồng thôi, chị nào lấy chốt. Em mới vừa chốt cho chị nào xong, em mới vừa đọc xong chứ mấy. Chán chưa? Chán chưa? À Kiều Anh. Kiều Anh. Kiều Anh 2. Em còn mỗi màu hồng thôi. Còn mỗi màu hồng cho chị nào lấy chốt. Kiều Anh. Mới còn 3 con màu hồng. Từ từ, áo nam caro size 70. Cái này mã ô hả? Em còn mỗi màu hồng đấy, 3 con màu hồng size 55 quay đầu. Chị nào lấy hồng chút hồng. Rồi lên những mã này mã váy A này. A xanh luôn dùng nguyên size 48 quay đầu size S. 39k nó. Chị nào lấy cái này toàn bộ ở trong có quần này. Nguyên thì Nguyên 50 kế và Nguyên vẫn đang mang size này được. Nguyên vẫn đang mang size nào ok. Nhưng mà Nguyên chốt cho chị em mình, ví dụ chị em mình từng đó. Một hồng cho chị Phương Lai ok chị này. Phương Lai 25 ta còn 3 con, chị nào phát nốt đi. Phương Lai một con 25 này ta. Phương Lai một con 25. Phương Lai con 25. Ghi cho chị Nguyễn Thu Thủy con này size máy chị lên lại đi. Ủa, đang có chị Anh đây nữa, hồi nãy chị Anh đâu nè. Thế Kiều Anh hồi nãy đấy, cho chị Phương Lai đi. Kiều Anh hồi nãy 3 con rồi. Cái này 48 đổ về. 2 con à. Ờ thế cho Phương Lai 2 con đi. Kiều Anh hồi nãy được 3 con rồi. 3 con 70k đấy. Rồi lên giúp Nguyên cái mã này. Thì nào lấy cái này lên cho mã A xanh size 48 đổ về. Nguyên thì là Nguyên 50kg. Em Nguyên là eo 70 vẫn đang mang size S này thôi nè. Nhưng mà nhờ sợ chị em mình cùng cái số ký nào mà chị em mình eo to, bụng to. Con chốt 48kg, còn 2 cái 39k luôn. Chị nào lấy A xanh lên A xanh những cái mã này. Gọi là phổ thông rồi. Những cái mã A này. Chị em mình nhìn ngay ngồi con lên giá 39k là chị em mình biết con lên rẻ hay lên đắt ngay. Hồi nãy chút là anh Trần. Trần Phương Thảo này. Cho Trần Phương Thảo cái này. 39k. À không, xin mời. Chị em mình nhìn để ý không, CS rồi. Rồi để ý lại giùm em CS rồi chị ơi. A xanh CS rồi. Không lại nhầm nữa. Em đang lên CS thôi. Màu vàng này mới có CM nè. Vàng này mới có CM nè. Ly Kha Kha L73 nãy. Qua rồi em chịu luôn. Em chưa đọc comment đâu chị ơi. Mã áo là em chưa đọc. 46 chị Hà Văn này. Lấy CS chị Hà Văn này. Hà Văn này. 53 không vừa. Hà Văn rồi còn 50 quay đầu. Vàng 50 quay đầu. 39k. Áo nam 59k con, chị em mình mua 2 con còn 55k con. Nha. Rồi tiếp luôn dùng nguyên cái mã này. Comment lên luôn dùng nguyên mã này. A39. Lên A39 luôn dùng nguyên nhá. A39 chia sẻ một phát ở đây. Rồi chưa, 46 cho chị Phan Hảo. 46 chị Phan Hảo này. 39k này. 46 chị Phan Hảo 39k. Nguyên còn vàng. Còn một con vàng. Chị nào lấy vàng lên vàng giúp Nguyên nhé. Rồi lên luôn dùng Nguyên cái này. A vàng cho chị Vi Phạm. Mời cho chị Vi Phạm. Em chốt đến 80kg vậy ạ, chị Gia Bảo nhé, chốt đến 80kg thôi. Riêng áo nam là cũng chốt đến 80kg nha. Đấy, sao sao biết nè. Bộ lửng chị ơi, em đang mang là bộ lửng.
cái này nguyên con một con. Cái này sướng cái là trẻ em mình đi làm công sở vô tư, con này chắc của nó là u mì Hàn. U mì đây đỏ luôn ý. U mì đây đỏ. Và size này là size 60 đổ về, lên mã 69. Bình thường là u mì là trẻ em mình thấy nguyên chạy u mì sọng, trẻ em mình đi làm không được. Con này là mì trơn, form công sở, 69k và size 60. Ring à. Ring này size gì đây? Size này 48 đổ về, số 9 cho chị Thùy Dung bé. Thùy Dung bé á sao? Size 26 thôi. 60kg em hết rồi. Còn có con. Người ta chốt rồi, chị Ngô Lina ơi. Người ta mới vừa chốt xong. Quần baggy đuổi xong nguyên rồi. Hồi nãy có lên mấy mã rồi, giờ không có đâu. Size này 48 độ về, 65k nó, 48 độ về thôi. Con này của nó là theo nè, ring mà lưng thun theo, 65k, 69 mét rồi. Em coi thử nè, chờ em chút chi nhé. Giờ là like đến đâu, là bóc tới đâu, xem tới đó thôi. Á chà, ơi đây còn 65kg đây nè, một con nè. À đây 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 đây. Sao? Đây này sao? Qua cái đống con quần u mì ở bên này có không cảnh. Sao sao? Bên này này. Riêng 65 cho chị Nguyễn Trang. Đây này đống này là đống quần u mì đấy. Đấy. À. Cái này cho chị Nguyễn Trâm, mã quần riêng đấy cho chị Nguyễn Trâm đi cả. Con này xây 65kg đổ về. Nhưng mà chị em nhìn cái đai này chị em có thể mở ra được luôn. Thích thì bỏ đai, còn không thích thì có thể mở ra nha. Xây 5XL. Mì này là mì đai đỏ, mà bán cho chị em giá 69.000. Xây 5XL là chị em mình lấy 65kg vẫn mang ok. Cái này còn sót thôi, 65kg vẫn mang ok nhá. Cái đai này chị em mình có thể tháo ra hẳn luôn, chốt lên luôn. Dưỡng mã này là mã 5XL, 69k mì này mì trơn nha. Cái này chị em mình đi làm vô tư thoải mái luôn. Chốt mã 5XL. Hiếm có cái mã nào mà làm từ CS tới C5XL. Cái này quần dán bom rồi. Quần dán bom. Ừ, quần dán bom không lên luôn. Bán tặng cho chị em mình luôn. Nó 65k luôn. Quần dán bom nè. Đồ bộ mặc đầu tiên bao nhiêu vậy chị ơi? 85k nha chị Bông Trần ơi, 85k, 85 nha. Thưa chị Nguyễn Trâm, 57kg hơi rộng đó chị Nguyễn Trâm ơi. Hả? Không. Cái này nè. Còn lên quần nào? Em không chị ơi. Ôi trời ơi. 52 quay đầu. Quần dán bom chị em mình, quần này giờ nó vẫn còn đang hot nè. Cái áo nam thì cũng chốt đi từ 60 độ lên 80 độ về nha. 50 mấy ký là nó rộng đấy. Chị ok thì em chừa nhá. Ok thì chừa thôi. À, cái mã này cũng sẽ lên luôn cho chị em mình luôn. Lên luôn dựng mã tomboy. Không chở hồi chị lượt lại like đi. Dạ em không 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 ấy lại nữa đâu nha. Xe 52 quay đầu. Dán boy thì bình thường mấy chị em mình 79.000. Còn hàng này đang hot là người ta bán 89.000. Ok cho chị Trang Hồ hai áo 70 này sao nè. Hai áo 5 70. Lên luôn dùng nguyên cái mã này. 65k nốt luôn. Quần tomboy nha. Quần tomboy. Quần dán boy đấy. Chị nào ví dụ như chị em mình, phần đùi này chị em mình to nè, mông to nè, cái này ghen bụng tốt. Ghen bụng tốt và trai khuyết điểm tốt. Toàn bộ cái này là quần dán boy. Chị em mình thích dán boy không? Thì Nguyên lên chọn. Mà không thấy u gì trơn, giờ nó nằm ở đâu hết. Ô mì trơn giờ không biết nó nằm ở cái phương trời nào hết chị em không? Bộ nam còn mấy bộ đang nói.
mà lấy có 45 kg hả chị? Em coi có CM không nhé. Đây CM, CM cho chị Thanh Anna này. Thanh Anna thêm con nữa này, 65. Thanh Anna mua này nhiều lắm rồi, 65 con. Trắng bơi 45 Thanh Anna rồi. Trắng bơi cho chị cỏ lại 65k luôn. Em gọn kho là chị em mình có lại thế. Thế bỏ lan à? Ờ không, cỏ lạ hai cái là Nana hết rồi. Ủa cỏ lạ bảo lấy CL, cỏ lạ bảo lấy CL, cỏ lạ bảo lấy CL. Lê Nghĩa cái gì đấy? Lê Nghĩa không có xây bự rồi chị ơi, không có xây bự. Con này đẹp lắm nhưng mà 55 kg quay đầu thôi. Thấy XL 55-57 không 90 không có. Ôi cha ơi con này, chị em mình nhìn đi. Chị nào mà hai co lai nhiều cá hết gơ nó bán. Nó mang con quần này. Con này chị em này 60 văn mang được, con này phun bự. Con này đẹp nè. Chị em mình thấy nó hay mang cái áo bà ra hoặc áo hai dây á, mang cái con quần này. Nè. Con này là nó bán 89.000 nè. Nên lên chị em mình nó 65.000 luôn. Con này lên cho mã theo XL, cái này 60 kg, không có 2XL. Xây L cho chị Nguyễn Nhi nè. XL không có L, không có xây S chị ơi. Xây M cho chị cỏ lạ nè. Nguyễn Nhi đây. Không có xây L rồi. Hả? Cỏ lạ nãy có cái rồi chứ. À xây L nè, xây L đây. Xây L cho chị Nguyễn Nhi đây nè. Cho nó cỏ lạ, xây L cho chị Nguyễn Nhi nè. Đây cũng XL và đây là CM. CM chứ không có chị ơi. Có CM đây nè chị ơi. CM đây, chứ 50 kg lần mang CM. Quần Tomboy nhá. Chị em mình cứ sợ quần Tomboy đi, chỗ nào nó rẻ là nó lên chị em là 89.000 đấy. Nguyễn Nhi à. Nguyễn Nhi. Cái này đang còn một con CM này, một con CXL này. Còn hai con cho chị Ngô Lina cái này. Nguyễn Cam 55 kg là cái gì ta? Cái này cho chị Molina đi xả. Mời cho chị Trần Phương Thảo 65k nhé. 65k Trần Phương Thảo. Đây cái con quần mì trơn đây. Con quần mì trơn 69k đây chị em nè. Nguyên cầm á hả? Không. Chị em mình muốn chết liền chị em hỏi đi cầm. Ê, từ từ nha. Vô tình lượm được bí quyết. Còn 3 bộ hàng công ty. Hàng này hàng 199k đây chị em mình nè. Size 57 quay đầu. Cái này Nguyên có 3 bộ size 57 quay đầu chị em mình chốt ok nhá. Lên luôn dụng mã này mã bộ công ty. Còn 3 bộ cuối cùng tặng nót nha. Hàng này là hàng Nguyên sale 90k. Hàng này bình thường 101 sale 90k nha. Size 57 và hàng tách của nó là 199k đây chị em mình nè. Lai luôn dụng mã này là mã 80 nốt luôn. Có đúng 3 bộ thôi, ai nhanh tay có nhé. Khách nhà Nguyên đặt rồi họ tới họ lui nha. 3 bộ hàng công ty 199k đây chị em mình này. Để bảo mua nó đi mà chắc sướng lắm luôn. 57 đổ về 3 bộ chút mã công ty. Công ty chị Ngọc My 1 bộ. Này nó 80k đúng không? Ngọc My 1 bộ, Trang Phan 1 bộ. Rồi nó 1 bộ nữa thôi là hết. Cái này cũng tưởng hết lâu rồi đấy. 80k chờ đơn, dồn đơn hả chị? Tối mai nhé, chắc trưa mai không like đâu. Công ty Thanh Xúc 80k. Bữa trưa mai thường là trưa thứ hai cũng ít khi nào Nguyên like lắm. Hết rồi chị ơi, người ta chút rồi. Đây là buổi tối thứ ba, chủ nhật hai like, like ráng, like. Like quần Tomboy đây chị em mình nè. Tomboy đây còn tập nè. Tomboy nãy chị nào chưa có. Thường là Nguyên buổi tối chủ nhật là Nguyên hai like ráng, cái là trưa thứ hai là Nguyên nghỉ, không chốt, không like. Quần Tomboy lúc nãy chị nè, công ty hết rồi. Tomboy, à quên, công ty hết rồi, sót được 3 bộ thôi. Nó ở trong đống đen đen, trong đống quần này mới biết là còn thôi, chứ không được lên hết rồi. Cho chị Gia Bảo hai áo nam size lớn nhất này.
XL không có đâu chị ạ, chị Thanana không có 2XL nhá. Nên còn XL là bự nhất thôi. Size 57 58. Cái nào là mì trơn? Mì trơn đây. Đây hồi nãy ai tomboy lên tomboy luôn dùng nguyên này. S M L XL. Chị nào lấy tomboy lên lại dùng nguyên này. S M L XL. Áo nam sọc ngang size L ok rồi nè. Bùi thì kiểu anh phí ship của chị 30k luôn. Hôm trước em gọi nó 15k. Chị ơi đi tỉnh. Chắc là đi tỉnh lại đổi qua. Thường là đi nội thành là 15k. Nhưng mà khi mà cái đơn của chị là đi tỉnh thì chốt 30k. Vừa XL cho chị Mai Thanh. Chứ mắc đi đâu. Cho chị Mai Thanh XL. Mai Thanh XL này sao? SML XL chị nè. 65 tomboy luôn. Có chị Nguyễn Thu Thủy để mai, tại vì là bên nhà Nguyên chốt từ trên xuống dưới nè, từ trên xuống dưới nhá, ai lên trước thì bóc xa trước. Size S tầm 48 độ về, S có một con thôi, S tầm 48 độ về. Quần này là quần u mì dáng boy, chị nào hai con like là có hot girl, nó hay mang con quần này lắm nè, nó mang con này nó mix với áo bra áo hai dây, nó rất hay mang con này, đây nè. Hàng này hàng nó xe 89k nè. Nguyên lên luôn chị em mình là 65k luôn cho nó gọn thì còn được 2 ri. Thấy chị Thanana như mùa năm ngó là chị Thanana mua con này rất là nhiều. Đây chị nào chưa có tomboy lên tomboy luôn dùng nguyên nhá. Quần trắng boy. Quần trắng boy. Rồi tiếp luôn cho chị em mình mã này. 55 cho chị Ngọc My. 55 cho Ngọc My. Quần đó đẹp chị 7 con. Nhưng mà năm ngó là 79k, đúng không? Năm ngó đi nhập vô giá đó. Đi nhập vô là 73k. 73k. Năm nay là còn lẻ sai em sale hết. Rồi nhá. Qua cho chị. Đây cái mã trơn đang nguyên còn được cộng. Ôi quần này quần ngố rồi. Quần ngố size 55. Xếp rã nặng là 15, đi tỉnh là 30 chị nhé. Tomboy 62 cái không vừa. Vẫn còn size 57, 58 độ về thôi. Không còn 2X, 3X. Nó là đây 1 ri chị em mình phát hết size to rồi còn size nhỏ không à. Nên là phải chịu lên lỗ. Lên 65k lên lỗ. Lên luôn những mảng ngố u mì. Con này bán tặng luôn chị em mình 49k. Ngố u mì nhé. Size này dành cho chị em mình 55 quay đầu. Chị nào lấy ngố lên ngố luôn dù nguyên. Ngố. Ôi lai tới 11 giờ thôi chị em mình nhé. Chắc là lên đến 11 giờ thôi nhé. Ngố cho chị Hạnh Nguyễn. Hạnh Nguyễn. Đây cái quần này đây chị em mình nè. Hồi nãy nói cái quần này M L XL XL. Quần này là quần 69 đến 55kg. Chị Lưu Luyến đang hỏi cái mã nào đấy chị Lưu Luyến ơi. Cái này vẫn còn đến 60, quên lộn, 55kg. Chị nào lấy cái này lên trong mã trơn. Trơn nhá, 69.000. Cái này chị em mình đi làm công sở vô tư nè. Thì cái này là không làm sọc hai bên. Cái này Nguyên đang còn size đến 55kg. Hết size bự. Còn nhưng mà giờ nó lộn xộn trong này cũng tìm ra. Lên luôn cho trẻ mình con này luôn. Giá 69k. Rồi cái này còn 61 cọc. Like với ông Tình Ngô này mệt lắm. Quần ngố không. Bình thường mà like với Huyện là Huyện bóc sẵn mẫu cho like. Nhưng giờ mình phải đi bóc. Đi soạn. Rồi cái này còn 4 bộ. Quần ngố em hết tay bự rồi. Quần ni vải chi. Chị ơi là ô mì hàng nhé. Rồi cái này Nguyên đang còn size 60. Size 57, 58, cao 60. Không, em không lên chân váy nữa đâu. Chân váy đó em còn mỗi 1 tiếng thôi. Còn mỗi 1 tiếng. Rồi lên nót luôn cho chị em mình luôn. Bộ này còn được từng này bộ size 60 đổ về. Không có, em đặt mai bữa giờ luôn mà lâu không ra luôn ấy.
chưa ra hàng luôn. Vì váy thì Nguyên không đặt có số lượng nhiều đó, vừa phải. Không phải chị nào cũng đi làm công sở, cái riêng cho váy cũng đặt ít. Làm dạng u mì này này. Nhưng mà bữa giờ chưa về vì đặt số lượng ít quá. Thì Dung này 50k. 50k nhé. Tới 60kg còn được từng này bộ. Chút mã 50 luôn dù Nguyên. Bộ 50k. Chắc là không ai bán như vậy mà một bộ thể thao này với giá 50k hết. Đấy, chị nào lấy cái này thì chút nhanh tay luôn, những mã này là mã bộ thể thao nam 50k và size XL, size 60 đổ về. Còn được từng này bộ lên nót luôn cho dạ mình luôn. Bên này chạy cái bộ này cực kỳ nhiều luôn ấy. 60kg nha, chị nào lấy chút luôn nha. Ai hỏi cái quần nam này, hôm bữa ai khách nào hỏi cái quần nam này. Hết rồi. Bộ cho chị Ánh Trinh, cho chị Phương Lai. Phương Lai. Rồi còn một bộ iPad phát nót. Cái này chắc của nó là thun lạnh, ép văn nổ và co giãn 4 chiều dòng bộ thể thao. Người ta bán cho chị em mình là 79.000 một bộ free ship nội thành. Free ship nội thành. Nhiều chị khách mới bảo Nguyên là em ơi chị mua đến 3-4 mã mà sao không free ship. Khách nhà Nguyên nói thật sự khách quen nhiều, mua cả tiền triệu mà không có free ship được. Thì lời rất là mỏng. Nên là nhiều chị mà khách mới để ý luôn, dù Nguyên không free ship nhé. Nếu như mà muốn free ship là nhích giá lên xíu nữa. Rồi lên mã tặng quần nam size 60 đổ về luôn. Tặng 39k luôn. Hàng này là hàng lên 59k này. Bộ nam cho chị là bông tràng. Cái này lên trẻ mình 39k. Chị nào lấy 39 lên 39 luôn được đúng một con thôi. Hàng này Nguyên đang lên luôn cho chị em mình con này giá 59k. Size 62 đổ về. Chứ không phải quần nam. Quần ri 39 hay 59? 39. 39 cho hàng Nguyễn Sơn Long. Người ta chốt rồi, đợi chị hỏi có túi sau không, người ta chốt mất tiêu rồi. Cái quần xe 59k, xe 39k, nhà còn họ tới họ lưu là hết rồi. Rồi lên luôn, ôi trời ơi, con này giờ sale giá mấy? Sao chị em 52 quay đầu. Con này đang lên 130. Giảm nhiều lắm chị em mình ạ. Con này lên chị em mình 89k. Ai nhanh tay có. Con này hai nút bản bo là bo to như thế này. Size 8 nhá. Size 8. Lên luôn giường mã đen trơn size 8. 89k cái này rất nhẹ đây nè. 28 chị em mình 52 quay đầu chị em chút đẹp. Nha. Con này lên nót luôn cho chị em mình 89k. Con này đang lên cho chị em mình giá 130. Thôi thế thì thôi. Nguyên không kiểm tra có túi trưa túi sau đâu. Giờ nó lộn xộn, giờ đi lên sale cho chị em mình hết rồi. Cái này á, một con này nó bung nút nè. Đang chân 89 lại chị ta. À, cho chị à, Trần Phương Thảo. Cái này một con này nhưng mà bị bung nút, size 52 quay đầu. Cái chị em về chị khó thay, cái này đang lên 79k. Cái này bị bung cái nút này chị em mình đi ra thay 5.000 thôi. Chưa tới 5.000 đâu. Nguyên lên bác tặng chị em mình con này 45.000 đi. Size 52 quay đầu. 45.000 công sở bị bung một nút chị em mình để ý. Khi mà Nguyên like nhiều khi chị em mình nhận hàng thì chị em không để ý cái giá đó. Cứ kêu là em ơi nhận hàng sao mà nó bị lỗi. Đây nè, bị bung một nút nè, size L, size 52 quay đầu. Chút mà 45. Chị em mình đi ra thay chỉ có 5.000 thôi. Nha, chị em mình đóng lại dùng nguyên một con nút. Hàng này đang sale chị em mình 79.000, lên chị em mình 45k. Rồi lên những mã tặng này 29k. Quần nam nha. Quần nam. Size này dành cho các anh nam là tầm 57, 58 độ về. Cái này anh chồng mình có con là size 9. 57, 58 độ về. Quần công sở nam, chị em mình nhìn nè. Nhìn nè, hàng may cực kỳ kỹ luôn, phong quần từ phong quần, tặng 29k nam, size 57, 58 độ về là chút đẹp. Tôi nói không sợ lấy cái này rồi đúng không? Chút mã 29k nam, nha. Rồi nếu mà chậm nữa thì là Nguyên ngưng nha, dễ mà nữa, nha, ngưng đi nha. Hàng bị sông Long 29 nè. Con này là u mì hàng, quần nam như thế. U mì hàng bo. U mì hàng lên 69, con này lên cho em 59k là xe 52 quay đầu. Bo 59 luôn, chị nào lấy bo 59 lên bo 59 luôn dùng nhé. Bo 59 đang còn một con. Lên mã bo 59k, quần nam em hết. Quần nam có con thôi, nó sót lại thôi. Lên mã bo 59, ai lấy bo 59? Đây nè bà sao? Cho bà xả mấy cái con quần nam nè, công ty hồi trưa còn sót mấy con ấy.
màu cam cam, màu gạch đó kìa, màu gạch đấy. Đây nè, thật sự là lúc trưa con này là Nguyên bị hối giá. Nên là giờ lên luôn cho trẻ mình luôn. Bị hối giá tự nhiên lết, lúc lên chốt đơn kìa. Trời ơi, cái con quần hàng công ty mà sao chốt có 59k, trong khi Nguyên like báo có 59k. Rồi lên cho trẻ mình 59k xe 36. Cái này còn một con hàng công ty, hàng tác của nó là 295.000 con. Xe 36. Ai có chồng có con đi xe 36 thì chốt nha, đừng hỏi Nguyên nữa nha. Hàng này đúng một con xe 36, 295.000. Tát nó còn nguyên y. Sai này 70, 72 ký mang ok luôn. Chốt lên luôn này. Thì uống mì á hả? Em giờ em còn lộn xộn em không biết đâu. Chốt mã 36 lên 59k luôn nha. Cái này đang bị bán hối giá lúc trưa rồi nè. Mong lại lúc trưa bán 59, giờ lại bán 69.000. Lên nát luôn cho trẻ mình luôn. Cái này là đi cho trẻ mình đi, trẻ mình nhập rẻ hơn giá sỉ nè. Bán cái em mình giá này rẻ hơn giá sỉ. Rẻ hơn giá con đi nhập sỉ nha. Cái chị Lê Nghĩa nè. Lê Nghĩa nè, chứ không phải là rẻ hơn giá mình bỏ sỉ. 59.000. Lỗ tẹt luôn. Đào ốc bữa nay chán. Còn 36 xanh rêu. Còn 36 xanh rêu, chị Hà Nguyễn lấy chốt. Hàng này từ đường kim chuẩn luôn 6. Cho trẻ mình. Còn 36 màu này chị Hà Nguyễn lấy không? Lấy thì chốt 59k. Bán kiểu này mà biểu giàu thôi, giàu chết luôn. Không chịu thôi chứ làm chi có nữa. Xanh rêu không chịu thôi chứ làm chi có nữa. Rồi còn màu gạch nữa chứ. Còn màu gạch nữa là hết xong ngưng like. Xanh rêu cho chị ơi, chị trúc Lý Sơn lên thông tin cho em nhé. Trúc Lý Sơn lên thông tin cho em. Hồi trước họ 29 không có à? À như là hình tin như đó cũng chưa thông tin đó. Chị ơi, toàn bộ chị em mình khách có đơn lên thông tin đi. Chưa. Thì bỏ ra chứ không có đơn. Mua hàng mà sợ, sợ không lên thông tin. Nhà Nguyên đâu phải là cái chị em mình có thông tin cái bên nhà Nguyên để y như thế rồi gửi đi đâu. Nhà Nguyên còn nhắn tin trước. Chị em mình không rep bên nhà Nguyên là gọi nha. Mà chị, nhiều chị lốt chưa như chị gì đó, Lily gì đó. Xin mãi thông tin không cho. Trời ơi, chút đơn sợ. Mà tới nữa, chị ơi. Chị ơi, chị Xuân Thu ơi, lấy xe mờ. 57 đổ về lấy xe mờ đi, chị Xuân Thu hết rồi, còn những con cuối cùng rồi nè. Lấy xe mờ đi. ML nè, M57 ký quay đầu là chút đẹp ấy. Gạch xe mờ, gạch xe lờ. Và hết gạch XL ML đến 62 ký đổ về, còn màu gạch này nữa thôi là hết nè. Ok chị Hiếu Dương hè, lấy con này hè. Thật sự là rẻ hơn giá em đi nhập rồi nè. Em nói thật sự đấy. Cái chị Tuyên Thu Hiếu Dương cái gì đó. Gạch XL từ từ. Ô Mỹ Hàng XM là cái nào rồi? Hiếu Dương là cái gì đó. Hiếu Dương chắc chỉ lên thông tin hồi sớm, chỉ không chưa có thông tin. Hiếu Dương sáng giờ đó cái gì đó. Lê Tràng Hòi My cứ để đó đi rồi. Lê Tràng Hồi mấy con nãy 59k nè. 59k. Tên L cho chị Hạnh Nguyễn. Tên L cho chị Hạnh Nguyễn. Con nãy 59k. Gạch mà tự nhiên. Lê Tràng Hồi My. Gạch M kìa. U Mì Hàng xây M. Ba ghi Lê Tràng Hồi My đi. Hạnh Nguyễn xây lờ. Giờ nó còn lộn xộn sai số đâu mà. Xây mờ nữa rồi. Xây mờ cho chị Hải Trang. Không phải chị ơi, u mì cá chị cầm hồi nãy đấy. Hải Trang này. Xây lờ cho chị Hạnh Mỹ nè. L đâu ta? Còn M không chị em mình ơi. À đờ L nè. Cái chị Hạnh Mỹ nè. Không em không lên. Đấy, thế không ghi rõ, tự nhiên ghi u mì chị ơi. Bỏ đỡ qua cho Lê Trần Hồng Minh.
Mã này tự nhiên lại bảo quần u mì rồi lộn sai của, lộn mã của chị em mình lại báo. Quần này là quần nam, không phải là quần u mì. Nha. Rồi qua đi chị em mình ơi, ngưng nhá. Thôi ngưng like đi. Ngưng like nha. Hạn chị em mình cái like sao nhưng mà chưa biết không. Hả? Dưới cái quần xanh nè, dưới cái quần xanh là quần u mì. Quần u mì chị ơi. Quần này 69k, size 55 quay ra. Xong ngưng like nha chị em mình nhé. Đấy là thằng nãy chị Hạnh kia đó. Hả? Hạnh Nhi với Hạnh kia đó. Gặp ngày này còn ai nữa nè. Mãi ta và ai CM, Lê Trần Hồi My chưa? Lê Trần Hồi My và Mãi ta và... Gặp mờ Hạnh Nguyễn CL. Cho ngưng like chị em mình nhé. Không em không lên độ 2 giây. Nhà em cho gom 2 like liên tiếp nha. Gom 2 like liên tiếp thôi. Nhà em không cho dồn đơn lâu đâu chị em mình ơi. Ok chị Nguyễn Nhi nè. Nguyễn Nhi 69 này sao. Tròn ngưng like chị em mình nhé. Quần riêng trên bàn, tay nhỏ thôi. Thời xe 26, 48 độ về. 48 độ về. Lấy thì lên mã 75 luôn. Ngưng like nha. Bye bye chị em mình luôn nha. Không nhá chị Mata Media, em ngày mai em đi đơn hết, không ấy là em xả ra. Em không cho gom nữa nhá. 75 cho chị Đoàn Dung. Nhà em được này chỉ cho gom 2 like thôi, chị em mình thông cảm là hàng. Chị em mình biết mỗi lần cực. Khách nhà Nguyên ấy 15k. Chị em mình như thế nào chị em mình hiểu nè. Khách nhà Nguyên mỗi khi á. Còn giờ nhân viên làm là đa số là khách nhà Nguyên, từ khách nhà Nguyên mà ra hết. Hồi xưa nghĩ kêu là sao mà khó khăn. Mà lên mỗi lần mà đi tìm cái đơn cũ. Ví dụ như giờ chị em mình đã có đơn cũ rồi đúng không. Ngày hôm nay rất là nhiều khách. Xong phân đơn ra. Rồi bắt đầu phải đi tìm lại cái đơn cũ để gom vô. Nó rất là cực. Nên là cho gom 2 like thôi. Vì chị bỏ khó khăn. Chứ không phải nói chung là nó mệt lắm. Nói chung là gom like. Nên là chị em mình thấy nhiều số người ta đâu có cho chị em mình gom. Ngày nào đi ngày đó không có gom được. Nhưng mà bên nhà Nguyên vẫn muốn chị em mình là để có thêm. Để tốn thêm ship nhiều chị là mua ngày 1. Chị ơi 15 nghìn nhé chị Nguyễn Nhi ơi. Đi nội thành là 15, đi tỉnh là 30 nha, cái ship chung. Ok chị Phương Lai, 45 chị Phương Lai. Cái này chịu khó đi thay cái nút dùng nguyên nhé. Thôi chị Phương Lai. Phương Lai, hàng đã ngưng bán 79k. Ok chị có lại ngày mai bên nhà em chút đơn. Rồi bye bye chị em mình nhé. Hẹn chị em mình cái like sau. Rồi chưa biết là chưa mai là không có like rồi đó. Thôi tối mai nếu như like thì mình sẽ báo. Chứ còn trưa mai là không like rồi. Lâu lâu nghỉ buổi trưa nhé. Đấy, bên nhà Nguyên vẫn rá. Đấy, như chị Sư Thu là không chịu gom. Hay là chị em mình gom đơn với ai lúc làm đơn thì chị em mình báo gom. Nhá báo gom. Chị Sư Thu thì sợ tốn nhiều tiền. Gom nhiều tốn nhiều. Rồi, ngưng đi chị em mình nhé. Dạ nhà em cho gom 2 like thôi. Ok chị. Thì vẫn gom 2 like mà. Nên là chị em mình cứ như thế với bảo. Đừng bảo là kêu là sao khó khăn không cho gom. Nó cực lắm. Chị em mình thấy nhiều chị á, chốt. Thôi đóng cửa đi. Nhiều chị chốt ấy. Người nói là đến 3 ngày rồi. Mà chốt được đúng một mã 29.000. Thì bên nhà nguyên nhân viên vẫn bảo là chị ơi vẫn nhắn tin. Mỗi ngày phải làm đơn lại. Chị ơi, ngày hôm nay là chị có một cái rồi. Chưa chị tranh thủ chị gom một cái like nữa để nhà em đi đơn. Rồi, chưa không chốt. Cái chiều nhắn tin không nói đi nói rằng ngày mai nhắn lại. Chứ không phải là nhà Nguyên xả liền đâu. Nhà Nguyên vẫn gọi. Em không cho gom, em khó thôi, em xả ra đi. Chị không có thời gian xem like. Biết bao giờ cứ like mà chờ đến lúc chị em mình có thời gian xem like để gom thì thôi. Nhà Nguyên không phục vụ kiểu đó được. Nhà Nguyên ra like tối, vẫn gom, ráng like thêm một like trưa.
Đúng rồi, nhiều chị lại sợ tốn tiền ship. Hay chị em mình đấy, chị em đi ra ngoài thì nó cũng vô đó. Mà nếu như mà chị em mình muốn free ship nguyên năng, giá lên ship cũng được. Mà không thích, kiểu như không thích, mỗi mã chỉ cần năng lên chị em mình 5.000. Đơn của chị em mình ít nhất, bèo nhất ấy, bèo nhất thôi cũng 4 mã, 5 mã thì là 5.000 vô tư nguyên lợi trong đó rồi. Nhưng mà nguyên vẫn bán giá bình thường, không năng lên giá được. Rồi ok, bye bye chị em mình luôn nhé. Hẹn chị em mình ngày mai nhé. Chúc chị em mình ngủ ngon nha. Đấy, tối chị ơi, chị Yến Nguyễn ơi, ngày mai chúc đơn chị báo giùm em nha.